Nhưng mà mình là người Phật tử, mình phải hiểu Tết là gì. Ba cái ở trong cái lò là thổ công, thổ địa và thổ kỳ. Hiểu không quý Phật tử? Thổ công là coi diện đất đai, đồng áng. Còn thổ địa coi diện nhà cửa. Còn thổ kỳ coi chuyện bếp núc. Mà cái lò là tượng trưng cho thổ công, thổ địa, thổ kỳ, là tượng trưng cho vợ chồng. Hồi xưa vợ chỉ có nhiệm vụ duy nhất là bếp núc, cho nên gọi là thổ kỳ. Còn chồng có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ là tại vì người Việt Nam của mình ngày xưa làm ruộng không? Đúng không quý Phật tử? Đất nước Việt Nam mình là đất nước ruộng mà, làm nông mà. Cho nên người chồng có hai nhiệm vụ. Một là làm chủ nhà là thổ địa. Hai, làm chủ đồng áng ruộng vườn là thổ công. Cho nên ở đây ba cái đó có nghĩa là chồng có hai nhiệm vụ và vợ chỉ có nội trợ mà thôi. Hiểu không? Chứ không phải hai ông một bà, đừng có hiểu như vậy nữa. Người Phật tử áo lam của mình phải hiểu một cách tuyệt vời, sáng suốt hơn một chút. Làm gì mà có hai ông nhảy vô đóng gom rồi chết chóng rồi thêm bà nhảy vô nữa. Mình giải thích như vậy đó, Tây Phương người ta không chịu, mà người trí thức người ta cũng không chịu nghe quý Phật tử, bởi vì đó là nhân gian. Cho nên mình phải hiểu. Còn thờ ông Táo với ông Thần Tài với ông Địa, thật sự ra ông Thần Tài không có lịch sử lai lịch gì hết trơn, phải không? Ông Địa thì cũng không có lai lịch luôn đó. Cái đó là bắt đầu từ Trung Quốc hết đó. Thổ địa công công, thổ địa bà gì đó là của Trung Quốc. Nhưng mà thật sự ra cái người Việt Nam mình thờ ông Địa với ông Thần Tài ở ngoài nhà trên. Và tại sao thờ ở dưới đất, không cho lên trên bàn ngồi chung với Phật? Tại sao vậy? Mình phải hiểu tại vì ông Thần Tài và ông Địa là tượng trưng cho chồng vợ nữa. Thổ địa là tượng trưng cho chồng, là người gìn giữ căn nhà. Còn Thần Tài là vợ, là người biết giữ gìn tiền bạc. Giữ gìn tiền bạc. Cho nên Thần Tài và ông Địa là tượng trưng cho cái linh hồn của chồng và vợ. Cho nên đâu có lên ngồi chung với Phật được đâu, phải ngồi dưới đất. Hiểu không quý Phật tử? Thành ra rồi mình phải hiểu như vậy. Chứ còn thờ ông Thần Tài, ông Địa cứ cho ăn bánh bao, hút thuốc, uống cà phê hoài chắc chết quá. Hiểu không? Cái đó là linh hồn của chồng và vợ. Cho nên áo lam của chúng ta phải hiểu, phải hiểu một cách cụ thể như vậy. Chứ còn mà quý Phật tử mà cứ hiểu mang mát rồi hỏi hiểu một cách nôm na hoài đó, quý Phật tử mình làm càng làm nó càng trật, mà nó mất đi cái vẻ đẹp của Việt Nam. Rồi mình làm riết rồi mình làm Phật tử, mình làm mất luôn cái vẻ đẹp của Phật giáo luôn. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta mình phải hiểu cái Tết của nó, để cho cái Tết của mình nó trọn vẹn. Cái Tết của mình đúng là mùa xuân vĩnh cửu, là một mùa xuân di lạc. Tết không phải là tháng giêng, Tết không phải là 30 tháng chạp, mà Tết từng ngày từng giờ của người Phật tử áo lam. Cho nên cái chữ Tết là gì? Yêu thương. Tết là gì? Là hòa hợp. Tết là gì? Hạnh phúc. Cho nên quý Phật tử mỗi một ngày mà mình yêu thương, mình hạnh phúc, mình hòa hợp, đó là ngày Tết của người Phật tử rồi. Đâu có đợi tới 30 đâu, đón giao thừa rồi cái mùng 1 đó mình ăn Tết đâu. Giao thừa là gì? Giao thừa có nghĩa là giao thời. Quý Phật tử hiểu không? Là cái thời của mùa đông và cái thời của mùa xuân nó giao nhau. Cái thời của năm cũ và cái thời của năm mới nó giao nhau. Cái giờ của năm cũ và cái giờ của năm mới nó giao nhau. Cho nên gọi là giao thời. Nhưng mà ông bà già xưa của mình khôn lắm, chữ thời đổi thành chữ thừa, để cho sang năm con cháu nó dư dả. Hiểu không? Thành ra mình phải hiểu như vậy, mình hiểu cái Tết như vậy đối với Phật tử. Thành ra mới gọi là giao thừa. Cho nên giao thừa rồi bắt đầu đem ra cái dĩa, cái mảng cầu sống nhăn cứng ngắc gì nè, để lên. Rồi cái chùm sung sống sống để lên. Chàng ơi, năm mới mà cho ăn cái đồ không chín không thì sang năm làm gì mà nó có hương vị ngọt ngào được, phải không quý Phật tử? Trái sống đặng nặng để cho nó lâu, trái đu đủ sống, trái mãng cầu sống, trái sung sống đó. Để thêm trái xài nữa, cầu vừa đủ xài sung. Suy nghĩ như vậy nó sai lệch vô cùng quý Phật tử. Cho nên giao thời có nghĩa là năm cũ và năm mới giao nhau trong một cái điểm. Một cái điểm đó gọi là gì? Là chín là ngọt.
Hiểu không quý Phật tử, cái năm cũ đã đi qua, tức là kết quả của một năm là phải là trái chín đàng hoàng, để rồi mình đón năm mới bằng hương vị ngọt ngào của nó. Mà năm mới rồi quý Phật tử ơi, mình là con của Phật thì mình phải đón, mình đón cái năm của mình vào cái gì nó cũng ngọt ngào hết. Cuộc đời của chúng ta, nếu mà nói ở ngoài hay trong đạo cũng vậy, chúng ta có năm cái phúc: giàu sang, giàu sang, rồi mạnh khỏe, sống lâu, rồi mạnh khỏe, rồi bình an, đúng không? Năm cái phúc: giàu là một, rồi sang là hai, rồi sống lâu là ba, mạnh khỏe là bốn, và bình an là năm, đúng không? Năm cái phúc đó là phú quý thọ hương ninh. Năm cái phúc đó mình cầu nguyện trong chùa, ở ngoài đời cũng vậy, cầu nguyện cho năm cái phúc đó mãi mãi nó ở trong nhà của mình. Năm cái phúc nó phải chín và năm cái phúc nó phải ngọt. Cho nên cái đêm giao thừa, quý Phật tử ơi, cũng năm trái một loại thôi, mà trái chín trái đẹp đàng hoàng, hiểu không? Mình cũng làm sao năm trái cho nó chín. Thí dụ như là năm trái dưa quỳnh kim cho nó chín, hoặc là năm trái vú sữa thật là mềm mùi cho nó chín, cũng năm trái thôi, để mình đón giao thừa và mình cầu nguyện. Cầu nguyện cái gì? Là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tại vì đó là bổn sư của mình, chứng giám cho con. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, chứng giám cho con. Nam Mô Di Lặc Tôn Phật, chứng giám cho con. Nam Mô tất cả các vị tôn thần, là những người làm chủ cuộc đất này, là những người làm chủ tất cả những cái mà hạnh phúc may mắn cho con người. Rồi kính thưa Cửu Quyền Thất Tổ, hôm nay con tên gì đó, hôm nay con dâng lễ vật để con cúng giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa giờ cũ và giờ mới, ngày cũ và ngày mới, tháng cũ và tháng mới, để rồi tất cả chúng con đem những cái kết quả một năm vừa qua chúng con đã chín, để con đón chào một năm mới, chúng con và gia đình được hưởng cái hương vị ngọt ngào cả một năm mới. Mình kêu con cháu mình thức dậy hết lại 12 lại, để tháng giêng được ngọt ngào, tháng 2 ngọt ngào, cho đến tháng 12 của năm mới ngọt ngào, lại 12 lại như vậy. Chứ không phải vô chân cái dĩa nó sống nhăn, rồi con cháu hưởng cái lọc gì giờ đấy, hiểu không? Chẳng lẽ nguyên một năm rồi trồng hoài nó còn sống hoài vậy quý Phật tử? Cho nên nơi mốt đón giao thừa phải như thế đó. Xong xuôi rồi cắt cái dĩa thanh long, cắt cái dĩa quỳnh kim, cắt cái dĩa vú sữa ra cho con cháu mỗi đứa một miếng hết. Đó là dĩa cúng giao thừa, hiểu không quý Phật tử? Như vậy đó, mình đón giao thừa nó mới mang cái ý nghĩa đẹp của mình gì đâu. Mà nhiều khi thầy lợi nhà thầy thấy trời ơi, cái trái mãng cầu mà nó mãng cầu xiêm của mình nó sáng nhăn, nó cứng nhắc gì đó, chùm sung gì đâu mà nó xanh lè, mà cứ để lên chân vậy sai rồi. Thành ra mình phải hiểu cái Tết của cái người Phật tử mặc áo lam của mình cho nó đẹp một chút, đó là đón giao thừa đó. Còn đằng này mình đón giao thừa là mình cứ chúc hoài đó, mà mình không hiểu mình chúc người ta để làm cái gì luôn. Thí dụ như năm mới chúc chị mạnh giỏi, thí dụ vậy đi. Năm mới chúc chị mạnh giỏi, năm mới chúc chị phát tài, thí dụ vậy. Nhưng mà mình không hiểu cái lời chúc là gì. Quý Phật tử nên nhớ cái lời chúc là gì, là truyền đạt từ trong lòng của mình gửi vào lòng của người ta. Đó là lời cầu chúc, đó là lời chúc nguyện của mình. Mình phải đem trái tim của mình gửi vào trong trái tim của người ta, mình tải cái tâm hồn của mình vào trong tâm của người ta, chứ không phải lời chúc rồi để cho ta lì xì, phải không? Mình đừng có lợi chút để cho ta lì xì không. Nhất là mấy Phật tử còn trẻ trẻ đó, gặp mấy cụ mà lớn lớn tuổi vô cái chạy lại liền, chạy lại con chúc bà, con chúc ông, đặng cho ta lì xì, phải không? Thành ra như vậy mình chúc có nghĩa là lời chúc chân tình. Đó là giao thời. Giao thời có nghĩa là tôi và bạn giao nhau, cái tình của tôi và tình bạn giao nhau, cái cũ của tôi và cái cũ của bạn, cái mới đều phải giao nhau, hiểu không quý Phật tử? Thì như vậy đó, cái lời chúc của mình nó mới đẹp, nó mới bắt gặp nhau trong cùng một tần số được. Và bây giờ quý Phật tử hiểu hai chữ lì xì không? Có không? Năm nay tao lì quá cho nên tao xì luôn, khỏi cho. Lời nó chúc mình làm chúa thua, nó chúc hoài cái tự nhiên cái ngồi mặt mày bí xì nó, thôi tụi bay ơi, năm nay tao lì lắm cho nên tao xì dữ lắm, người khỏi chúc gì hết, thấy không? Chữ lì xì tức là chữ tắt của hai chữ lợi sự.
Vậy là lợi sự có nghĩa là mọi việc đều lợi ích hết trong năm mới. Cho nên mới gọi tắt hai chữ lợi sự là gì? Lì xì. Để cho nó đẹp chút gì, bao lì xì cho nó đẹp, cho nó nghe, cho nó kêu một chút, cho nó lạ một chút, cho nó huyền ảo một chút thôi. Chứ thật sự là chữ tắt của lợi sự. Thì mình là người con Phật, mình phải hiểu mấy cái đó để rồi mình mới biết được lì xì là cái gì. Lì xì không phải là xin tiền người ta năm mới, đâu phải đâu, phải không? Cho nên khi mà mình nhận cái bao đỏ, tức là mình đã được cái người lớn tặng cho mình một điều lợi ích trong muôn việc của năm mới. Cái người mà mình cho mình lì xì người ta, người lớn cũng vậy đó. Khi mình đưa cái bao đỏ cho mấy đứa nhỏ thì trong tâm của mình phải cầu nguyện cho nó là muôn sự điều hanh thông, muôn sự điều lợi lộc cả. Còn mình nhận của người ta thì mình phải thể hiện được năm mới, con hứa với bác, con hứa với ông nội, con hứa với bà ngoại, hứa với ba, hứa với mẹ là qua sang năm mọi việc của con đều sẽ được lợi và được hanh thông. Con sẽ học giỏi hơn, con sẽ làm tốt hơn, con sẽ thay đổi tánh tình con nhiều hơn. Đó là mình mới nhận bao lì xì gọi là lợi sự. Hiểu không? Chứ không phải nhận bỏ tiền rồi gom đi nhậu không thì chết rồi. Cái sai của mình sai rất là nhiều. Cho nên rồi mình đánh mất đi cái đẹp của mình. Cho nên cái Tết của mình từ từ nó mất đi, nó mất đi cái vẻ đẹp của nó. Giống như cái hạt giống của mình ngày xưa, nó hạt giống rất là tốt. Rồi mình trồng, mình gieo lên cái mình để dành. Rồi hết năm này, năm kia, năm này, năm kia, càng nhiều năm hạt giống của mình càng mất chất lượng. Mình đón Tết cái kiểu đó càng lâu cái Tết của mình không còn chất lượng nữa. Quý Phật tử thấy bây giờ ra ngoài đường đó, mình người con người đón Tết nó đâu có giống như hồi xưa nữa, thấy không? Đâu còn miếng chất lượng nào đâu nữa mà đón, thấy không? Cái Tết của mình nó không còn có cái chất lượng. Cái Tết bây giờ bằng hình thức bên ngoài thôi. Khi mà con người ta đón cái Tết bằng hình thức bên ngoài, có nghĩa là cái nhà nào mà mua bông chưng nhiều nhà đó ăn Tết, nhà nào có đốt pháo có kêu lân lễ múa là nhà đó ăn Tết, đường phố mà có đầy qua là hôm nay thành phố đó ăn Tết. Mình ăn Tết phải từ ở trong con người của mình. Cho dù không có qua, lòng ta vẫn nở qua Tết. Cái Tết đó mới được, quý Phật tử, là lòng của mình hiểu cái Tết một cách chân chính, chứ không phải hiểu cái Tết theo một cách nôm na nữa. Hỏi năm nay có ăn Tết không? Không có đồng bạc nào lấy gì ăn Tết. Hiểu Tết như vậy là sai. Tết không phải là tiền. Quý Phật tử hiểu như vậy là sai rồi. Tết là niềm vui chứ phải là tiền nữa. Cho nên người nào mà đánh giá Tết qua cái đồng tiền, tức là người đó đã giết chết Tết rồi. Phải không? Mình hủy hoại cái Tết của mình rồi. Cho nên đó quý Phật tử phải hiểu cái Tết bằng niềm vui của mình. Tết là gì? Niềm vui lớn lao nhất. Bởi vì sao? Tất cả quý Phật tử gặp nhau chiều hôm nay, để rồi tất cả chúng ta trao cho nhau tất cả những cái mà gọi là gì? Bỏ hết những chuyện cũ đi, để anh em mình nở một nụ cười trong năm mới. Đó là Tết đó quý Phật tử. Hiểu không? Chứ không phải mà đón Tết là tao có tiền, tao thích lớn mày không tiền, mày không thích nhỏ, vậy là sai rồi. Tết không phải là mặc đồ mới. Tết là gì? Là thay đổi tư duy mới. Chứ phải mặc đồ mới. Phải không? Người đời người ta muốn mặc bao nhiêu người ta mặc. Nhưng người con Phật mặc áo lam là phải mặc cái áo tư duy mới. Cho nên mặc áo mới, Đức Phật dạy mình cái áo là gì? Y nhu hòa nhẫn nhục. Cho nên từ xưa tới bây giờ mình mặc áo lam mà mình chưa nhu hòa. Mình mặc áo lam mà mình chưa nhẫn nhục, cho nên cái áo của mình nó cũ quá rồi quý Phật tử, phải không? Năm nay mình chưa nhu hòa, năm nay mình chưa nhẫn nhục, cho nên cái áo của mình nó bị nhiễm bẩn, nó dơ quá. Cho nên năm mới thay áo mới, tức là thay đổi tư duy, thay đổi cái nhu hòa, thay đổi cái nhẫn nhục của mình. Đó mới gọi là mặc áo mới đó. Hiểu không? Chứ không phải là cái áo lam mình gách gách cũ cũ rồi kiếm tiền mua siêu lam rồi về mai khỏi ủi. Không phải như vậy đâu. Cho nên tất cả chúng ta phải hiểu cái Tết cho nó đúng đắn. Hiểu cái Tết theo cái suy nghĩ của người con Phật. Hiểu cái Tết theo cái một màu lam của mình mới được. Chứ toàn bộ đạo tràng của chúng ta nói riêng ở Xuân Hòa, cái chùa của mình nó mang cái tên Tết rồi. Vậy mà chúng ta không hiểu cái Tết thì thất bại, phải không? Xuân là gì? Là Tết rồi đó. Hòa là gì? Nhu hòa nhẫn nhục. Nổi cái chùa Xuân Hòa thôi là mình đã mặc áo mới được rồi. Tại sao mình đi vô đi ra trong cái cổng chùa Xuân Hòa mà không ai mặc áo mới hết vậy? Mặc áo cũ hoài như quý Phật tử, phải không? Cho nên hứa với lòng mình năm nay quyết định thay đổi chiếc áo mới, thay đổi tư duy mới, thay đổi thói quen cũ của mình. Thói quen cũ của mình là gì? Là lòng của mình nó đi vô trong chùa nó còn lười lắm.
ngồi nghe pháp á, nó hơi mệt mỏi, cái tư tưởng của mình bị tư tưởng nó áp đặt cho cơ thể của mình nhiều quá, ngồi lâu không được, bởi vì tôi bị đau lưng, bác sĩ dặn rồi ngồi không quá nửa tiếng, mình bị cái tư tưởng cũ đó nó áp đặt lên cái cơ thể của mình, cho nên quý Phật tử chỉ cần ngồi tới nửa tiếng, ảo giác nó đánh lừa mình, cho nên rồi tự nhiên nó mỏi. Cho nên ở đây thay đổi cái tư duy cũ của mình, thay đổi thói quen cũ của mình đi, để mình mặc chiếc áo mới vào, tức là chiếc áo mới bứt phá lên chính mình. Quý Phật tử dám bứt phá mình không? Để thay đổi cái áo mới một chút đi. Cho nên nó nhất thì nó nhất, cái chuyện của nó, còn cái chuyện của mình là chuyện của mình. Mình ăn Tết mà, mình phải làm sao cho nó có một cái gì nó mới một chút quý Phật tử. Chứ còn mà mình cứ để cho cái thói quen cũ nó cứ ảnh hưởng đến mình hoài thì làm sao mình ăn Tết được đây? Phải không? Đi vô trong đây, con cũng muốn nhịn lắm thầy à, nhưng mà tại cái tật của con, con nấu vậy thôi, chứ con chửi xong rồi là con hết giận à. Vậy nói mình chửi người ta hết rồi còn gì nữa đâu mà giận. Có nhiêu từ, nhiêu ngữ trong bụng mình đó, mình phun ra ngoài hết, mình chửi người ta kêu bằng như tát nước rồi, cái mình nói chửi đã rồi con không có giận. Kỳ cục vậy. Mình chửi người ta thì người ta giận mình, chứ mình chửi đã rồi mình nói mình hết giận là sao? Cho nên đó là cái thói quen không đẹp. Cho nên phát nguyện qua sang năm, con xin thay vào trong tâm của con một chiếc áo mới tuyệt vời và đẹp. Thay đổi những cái tư tưởng suy nghĩ đó đi quý Phật tử, làm cho con người của mình mới lại đi. 74 lần tu rồi, phải không? Vậy mà mình chưa thay đổi được thói quen của mình là không được. Chưa mặc được chiếc áo mới của Như Lai, chưa mặc được chiếc áo mới của ngày xuân, ngày Tết là thất bại lắm đó quý Phật tử. Cho nên quý Phật tử thấy rằng năm mới, tại sao người ta đón lân, tại sao người ta đốt pháo? Quý Phật tử phải hiểu điều đó. Con lân là tượng trưng cho cái gì? Có nhiều người thì nói con lân đó, nó là một cái con vật ở trên trời á, nó trốn thượng đế, nó trốn trên trời, nó xuống với trần gian, rồi nó gãy phá trần gian dữ lắm luôn đó. Rồi sau đó rồi cái bắt đầu dân chúng người ta sợ quá, người ta không hiểu như thế nào. Lúc bấy giờ người ta vô trong cái miễu của Dương Tiễn, người ta lại cái con chó tức là Hạo Thiên Quyển đó, là xin ngài giúp đỡ con này, nó vô nhà hoài, xin người á, là con chó mà giữ canh cái nhà giùm tôi. Lúc bấy giờ Hạo Thiên Quyển nó hiện nguyên thân hình nó lên, nó mới giao cho nhà cửa ta một phong pháo. Tại vì Trung Quốc là người sản sinh ra pháo đầu tiên mà. Thì mỗi lần mà con lân nó bò vô nhà đốt pháo lên, nó chạy, nó sợ nó chạy, hiểu không? Thành ra cái câu chuyện của nó là như vậy. Nhưng mà con lân là gì? Câu chuyện đó mình không nói tới. Cái lịch sử, cái sự tích, cái nhân gian, cái truyền miệng mình không nói tới. Nhưng mà muốn nói cái chỗ mình hiểu đây nè. Con lân là tượng trưng cho sức mạnh. Cho nên năm mới khi mà đón con lân vào, pháo nó nổ lên. Là quý Phật tử ơi, pháo nó nổ có nghĩa là gì? Tất cả những cái gì mà nó nằm trong tâm của mình cho nó tan tác hết đi. Hiểu không quý Phật tử? Tôi giận chị, nhưng mà năm mới đây tôi sẽ cho nó nổ tan tác hết tất cả những ân oán của năm cũ, để rồi đón năm mới bằng sức mạnh của một con lân. Long lân quy phụng, tức là tứ linh đi vào trong nhà. Mình là người con của Phật, mình phải hiểu như vậy. Nhưng mà quý Phật tử chưa dám cho nó nổ tan tác tất cả những phiền não đâu quý Phật tử. Yêu thương, ghét, muốn, giận, hờn, tham gì đó, mình không bao giờ dám cho nó nổ tan tác. Mà mình cứ lưu giữ trong tâm của mình, bây giờ nó cũng còn một đống gì đó, chưa có ai dám cho nó nổ tan tác ra hết đâu. Phải không? Còn giận hờn nhau hoài luôn đó. Thầy nói thiệt, nguyên một đạo tràng này quý Phật tử bằng mặt với nhau rất là nhiều. Nhưng mà cũng có những người Phật tử, có một số Phật tử chưa bằng lòng với nhau. Đến với nhau cười nói chuyện vậy chứ còn chưa có thân thiện, chưa có gì hết, còn giận nhau nhiều lắm. Mấy năm trước giận bả rồi, nhưng mà bây giờ nghĩ tình vậy thôi, nói chuyện với bả chơi chứ còn nói thiệt kêu bằng là thân như hồi xưa nữa thì không có rồi đó. Thấy không? Cho nên tất cả chúng ta chưa dám cho nó nổ tung lên tất cả những phiền não của mình, mà mình cứ để dành một đống phiền não không biết để làm gì luôn nữa. Mà thầy báo cho quý Phật tử, trên chiếc xe Phật không có đem theo pháo, phải không? Mà mình đem theo một đống pháo lên xe Phật, Phật không cho nó. Trời ơi, tại sao dưới dân gian không cho nó nổ hết đi con? Cho nó nổ hết cho rồi đi, những viên pháo phiền não đó cho nó nổ hết đi. Chúng ta đi lên trên đây hoàn toàn là tâm của mình trống không. Mình đi vào trong xuân hòa, tức là vô cửa không môn.
Hiểu không? Vào chùa người ta gọi là vào chốn không môn, mà mình vô trong đây mà mình cứ có không, ai cũng còn quấn pháo nhiều quá. Đạo tràng của mình người nào cũng quấn xung quanh mình mấy chục dây pháo mà không cho nó nổ, quấn chơi vậy thôi đó, để cho mọi người biết là tôi còn giận bà nè, dây pháo này tôi giận bà, dây pháo này tôi giận ông nè, dây pháo này tôi giận chùa đó, quấn hoài luôn không cho nó nổ. Thấy không? Tại sao chúng ta cứ quấn trong mình giữ sợi pháo phiền não như vậy hoài, quý Phật tử, cho nó nổ đi. Một lần thôi, cho nó nổ tan tác hết đi. Mặc dù nó hơi đau một chút quý Phật tử, nó hơi khó chịu một chút, bởi vì sao vậy? Xúc phạm đến bản ngã của mình một chút đi. Nhưng mà rồi tất cả chúng ta cho nó tan tác cái bản ngã đi, để rồi tất cả đạo tràng của chúng ta trở về những cái đẹp của vô ngã. Hiểu không? Thế mà dương pháo nó nổ một cái đùng xẹt lửa ra, cái tan tác hết rồi, còn lại một cái gì đó vô ngã. Nó không còn cái bản ngã nữa quý Phật tử. Cho nên mình đón lân đón pháo là như vậy nghe quý Phật tử, chứ không phải Tết rồi bắt đầu thấy con lân nó vô rồi mừng chạy tới chạy luôn này kia kia nọ đem tiền ra cho nó lì xì kêu nó vô múa lân. Còn có người đó không cho lân vô nhà múa. Tất cả chúng ta phải hiểu như vậy, người con của Phật. Con lân là tượng trưng cho sức mạnh của tinh tấn, chỉ có nó mới làm nổ tung tất cả những phiền não trong tâm của mình. Như vậy thì mình là người con Phật, mặc áo la mình hiểu cái Tết nó đẹp như vậy đó quý Phật tử à. Phải không? Mùng 1 là Tết của cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Mùng 1 là dẫn nhau đi về nội, mùng 2 đi về ngoại, còn mùng 3 đi vô thầy. Phải không? Làm như vậy nó mới đúng nghĩa của nó. Mùng một dứt khoát là phải về nội rồi. Đó, dẫn nhau, vợ chồng, con cái về thăm ông nội. Rồi mùng hai về ngoài. Bởi vì sao? Số một là số dương, số hai là số âm. Thể dương là gì? Là trai, đàn trai. Âm là người phụ nữ. Cho nên một là nội, hai là ngoại. Chứ có gì đâu. Từ xưa tới bây giờ ông bà mình đã đặt để như vậy rồi. Mùng một là ngày dương đi về thăm ông nội bà nội, mùng hai ngày âm thăm ông ngoại bà ngoại, chỉ có vậy thôi. Còn mùng ba cũng là ngày dương, nhưng mà là ngày ra mắt, là ngày của thầy. Con số ba là con số thầy nói rồi, dân gian tín ngưỡng và tôn trọng nó. Con số ba là con số trụ, con số vững. Cho nên mùng ba mà con người ta vững nhờ ai? Nhờ thầy, đúng không quý Phật tử? Thầy trao cho mình kiến thức, thầy giáo dạy cho mình đủ điều hết. Cho nên mùng 3 đi giếng thầy, đúng không? Cho nên mùng 3 đó, người xưa của mình đó là thầy, là thầy đồ, thầy dạy nho. Cho nên rồi cái ngày mùng 3 Tết, đội một mâm xôi ớt màu đỏ, để nguyên một con gà luộc lên trên đó gì đó, rồi cái chai rượu, bịch muối tiêu này kia, rồi cái bắt đầu đội vô hiến thầy. Đó là bây giờ quý Phật tử ơi, thầy đồ không còn nữa, mà năm nào mùng ba cũng quất con gà trước cửa nhà. Cái sai của mình không? Mình không hiểu gì cái ngày mùng ba ấy. Ngày mùng ba là cái ngày vững vàng mà đi chặt cái chân con gà mà máng lưng trên cái cửa nhà mình. Con gà nó đứng vững là nhờ đôi chân. Em chặt cái đôi chân đi, vững không? Tự mình hủy hoại lấy mình. Con gà giò là gì? Là sự trưởng thành. Mùng ba là cúng con gà giò nghe quý Phật tử, nhớ con gà giò, không phải là con gà mái, không phải là con gà trống già, mà là con gà giò, là tượng trưng cho sự trưởng thành mới, một cái đầm mới. Sự trưởng thành của mình chặt đứt đôi chân của nó đi, thì con cháu của mình làm ăn sao đây, con cháu của mình học hành sao đây? Tự mình vô tình hủy hoại hết tất cả những cái mầm non mà mình đã trân trọng, mình cứ mong chờ nó. Cái sai của mình rất là nhiều quý Phật tử à. Cái cúng con gà ở đây là hiến cho thầy cái sâu đất màu đỏ, để con gà lên để tỏ cái lòng tôn trọng. Con gà là tượng trưng cho cái gì? Con gà trống là tượng trưng cho con gà nó gáy gối bề gọi bình minh. Còn nếp là tượng trưng cho gì? Là sự kết hợp, sự kết dính lại với nhau. Cúng cho ông thầy có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhờ thầy mà con của tôi, cháu của tôi nó kết dính lại với nhau, nó nhờ cái tiếng gáy của con gà mà nó mở được đôi mắt, mở được trí tuệ bình minh của nó. Thì hồi xưa là như vậy, còn bây giờ không còn cái đó nữa. Mà bây giờ mình cứ đem con gà mình cứ luộc rồi xong mình cắt cái giò máng lên hoài, chết hết tất cả mọi sự trưởng thành. Cái sai của mình là như vậy, từ xưa tới giờ không có dạy mình điều đó. Bây giờ quý Phật tử mùng ba là cùng cúng trái cây và bánh. Người nào mà có rảnh nấu sôi đất lên cúng.
rồi trái cây, rồi bánh trái, bánh tét này kia cúng thôi. Đó là ra mắt. Cái lễ ra mắt của mình cũng phải làm sao kết dính và ngọt ngào. Ra mắt gì đâu mà tự nhiên đem con gà nằm hả cái họng nó lên vậy, xong rồi nó bẻ cái giò máng lên trên cửa vậy. Không hiểu luôn, quý Phật tử có nhiều nhà máng lên còn máng chung chung có mấy cọng xương gồng nữa chứ. Hỏi sao máng xương gồng đó, để cho nó có gai quỷ nó vô không được. Thầy nói thiệt, quý Phật tử mình trồng một đống xương rồng trong nhà của mình, quỷ nó vô còn được, chứ được có nó có mấy cọng trên đó. Cái sai của mình nhiều thứ quá. Cái xương rồng là từ xưa tới giờ người ta không có dán treo trong nhà, bởi vì xương rồng là một cái loại lưỡng tính. Hiểu không quý Phật tử? Cái gái thanh long của mình ngày xưa cũng vậy, nó là họ xương rồng đó. Hồi xưa người ta không dám ăn bởi vì nó là loại lưỡng tính, tức là cái bông đực bông cái ở một chỗ luôn rồi nó nở luôn à, nó không có thụ phấn, cho nên người ta không có xài xương rồng. Mà thì bây giờ có máng cái xương rồng lên trên cái chỗ mình chung ra chung vào hoài luôn, rồi cái máng cái mấy trái cao già nu vậy, rồi cái xương rồng, rồi cái bắt đầu cái giò gà, rồi thêm cái hình con cọp trên đó. Quý Phật tử ơi, con cọp, cái hình con cọp in vô miếng giấy đó, cái đó là gì? Là chiêu hung. Con cọp là chiêu hung, con chim ưng là chiêu hung, con đại bàng là chiêu hung. Nói chung tất cả những bức tranh mà vẽ tất cả những con hình quái thú đều là chiêu hung, tức là gọi tất cả những cái hung về nhà mình. Vậy đó mà máng nguyên con cọp trên cái đầu chung ra chung vô, cho con cọp nó dẫm lên trên đầu, thấy không? Cho xương rồng gai góc nó dẫm lên trên đầu đó. Con người không có muốn cho nó được tươi tỉnh, con không có được cho nó nhuận mát, mà nó già nó khô như cái trái cao khô vậy mới chịu. Tại sao mình làm những cái tư tưởng nó sai như vậy mà cứ treo toàn tay ăn hoài quý Phật tử? Cho nên cái đó là sai. Mình phải sai, mình phải làm sao sửa nó sáng suốt hơn một chút quý Phật tử. Trong cái cửa chung ra chung vào, nhất là cái cửa cái và cái cửa bếp của mình, cửa nhà sau của mình, không treo một cái gì trên đó cả. Hiểu không? Con người của mình đi ra đi vào, trí tuệ của mình ở trên đây, mà chung ra chung vào mình cứ đè nặng trí tuệ của mình xuống hoài, nó xương rồng nó làm cho mình rối, con cọp làm cho mình bị nặng đầu đó, còn cao nó làm cho bộ não của mình nó khô queo, không có suy nghĩ gì được hết. Vậy đó mà treo toàn ten chung ra chung vô một cách tự nhiên. Bởi vậy Đức Phật nói đó là tất cả các con của người nằm trong nhà lửa gì đó mà không có biết là gì là lửa, gì là nhà, chạy tới chạy lui chơi vui vậy, thỏa thích gì đó mà kêu ra không chịu ra là như vậy đó. Hiểu không? Chung ra chung vào ngay cái chỗ nặng nề như vậy đó mà khoái lắm. Còn kêu người ta thỉnh kiếm cái chỗ nào để máng lên đó, rồi trong cửa nhà tự nhiên quất nguyên một cái kiến chiếu qua bên kia. Quý Phật tử ơi, tất cả những cái đó nó không có làm cái gì cho mình hết mà nó nặng nề thêm. Hiểu không? Cái người nào trong phòng ngủ của mình đó mà để cái tivi dưới chân mình nằm như thế này, là cái gương nó chiếu lên con người của mình, là quý Phật tử ơi, tự mình hủy hoại sức khỏe của mình. Để cái gương, cái tấm kiến cũng vậy, để cái khuôn hình cũng vậy, dưới chân mình ngay cái đầu giường, dưới chân người mình chiếu vô là kể như người đó bệnh hoài luôn, không khỏe. Trong phòng ngủ mà vẽ những bức tranh trừu tượng gắn ở trong phòng ngủ, hoặc là vẽ những con hình, con sư tử, con cọp, con chim ưng, con này con kia để cho phòng ngủ, là người đó kể như là mệt mỏi vô cùng. Cho nên trong phòng ngủ không có treo bất cứ những cái hình gì. Cái tivi phải để xéo một bên, chứ không phải để ngay cái chân của mình còn nằm đó mà coi. Quý Phật tử ơi, tự mình cứ giết mình hoài mà mình không hiểu điều đó, thấy không? Cho nên nhà cửa cho tự nhiên, rồi cái nghe thầy nào nói lên nói với thầy nhà con sao mà nó xui rủi quá trời, không biết sao. Con mua cái kiến đi, con cắn ở trước cửa đó, cái bùa bắt khóa cái kiến đó rồi nó xẹt ra ngoài là không ai vô được hết. Mê tín luôn, quỷ nó không vô khi nào mình không có mở cửa. Quý Phật tử hiểu không? Con quỷ nó không vô nhà mình được, ác nó không vô nhà mình được khi nào mình không mở cửa. Cái tâm ác của mình mở cửa là mình rủ nó vô rồi. Cho nên đừng có treo cái kiến gì hết đó, mà mình coi coi trong nhà mình, người nào có tâm ác nhiều, ác nó vô. Người nào tâm Phật nhiều, Phật vô. Như thế thôi. Gia quân tử hiền nhân xuất dập môn, anh hùng quý khách giảng lai. Quý Phật tử thấy không? Cái người cái nhà mà nhà quân tử thì hiền nhân nó đi, nó xuất nhập nó vào ra. Môn anh hùng quý khách giảng lai. Cái cửa mà cửa của anh hùng thì khách quý nó tới luôn. Thành ra rồi mình tâm của mình tâm ma thì ma nó vô, tâm quỷ thì quỷ nó vô, tâm ác thì cái ác nó vô quý Phật tử à. Cho nên mình là con của Phật rồi, hãy thể hiện cái tâm của mình. Nhà của tôi là nhà thiện thì đón khách thiện.
Mình là dân nhậu mà trước cửa nhà mình bày một tiệc vũ thì hồi là bắt đầu mới nhậu nó lợi đầy nhà, đầy cái sân mình hết. Phải không? Còn mình không nhậu, mình không bày, mấy ông nhậu lợi chi? Mới có sáng sớm mà chạy chiếc chiếu cái để hai ba, để chừng hai xị với cốc ổi gì đó chăn mui hơn. Quên lợi liền đó quý Phật tử. Cho nên đó mình tâm ác, tự nhiên ác nó đến với mình. Đừng có treo bùa treo chú gì cả quý Phật tử này. Cho nên người con của Phật phải hiểu năm mới của mình làm sao cho tâm của mình phải mới để đón cái mới về. Bao nhiêu chuyện cũ mà mình dồn qua chuyện năm mới này hoài đó là không bao giờ mình hết cái mà cái xấu. Hiểu không? Thầy nói bây giờ cái năm cũ của mình nó có những cái xấu đeo đẳng, mà cái xấu đó nó cùng cùng nó đi theo với những cái hờn giận hơn thua phải quấy. Ví dụ như cái xui của mình đi, mình làm ăn nó thất bại, nó cộng với cái xấu là mình đang giận cái bà kia, hai người gây lộn với nhau, giận hờn nhau, thì cái giận hờn của mình với bà đó nó cộng với cái xui rủi của mình làm ăn nó thua lỗ. Chừng nào mà quý Phật tử dám bứt phá với mình là mình làm sao mình không còn giận bà này nữa, cái cũ của mình hoàn toàn hết, thì cái xui rủi năm cũ không bao giờ nó có cơ hội qua năm mới. Đằng này mình đem nó đi theo bằng cái hình ảnh là mình giận bà này, rồi cái xui rủi nó đi theo bà này nó qua năm mới. Rồi bây giờ qua năm mới mình còn giận bả bao nhiêu thì cái xui rủi của mình nó vẫn còn đeo đắng mình hoài luôn. Thành ra có nhiều người nói sao con xui hoài, con tận cùng luôn, năm rồi con chịu hết nổi mà năm nay cũng bị nữa, không biết rồi qua sang năm còn hay không. Còn hay không là do mình, không có cũng sao gì đâu quý Phật tử. Hiểu không? Sao hạn là gì? Sao hạn chỉ là biển báo của cuộc đời. Ngày xưa thì người ta chưa có cái biển báo, cho nên người ta đặt các cái tên để cho mình nhớ. Thật sự ra nó La Hầu Kế Đô Thái Bạch này kia Thái Dương Thái Âm là biển báo của cuộc đời. Chúng ta là những con người, cái tâm của mình là một người tài xế, cái thân của mình là một chiếc xe, chúng ta đang lao nhanh vào trong cái quãng đường đời của mình. Hiểu không? Cho nên trong khoảng đường đời của mình nó có những cái ngõ quanh, có những cái ngã tư. Cho nên quý Phật tử, hai cái tuổi của mình, hai con số cộng lại thành 10. 9 với 1 là 10, 19 tuổi. 28 cộng lại là 10, 37 cộng lại là 10. Đó là ngã tư của cuộc đời. Đèn xanh, đèn đỏ nằm ngay đó. Hiểu không? Cho nên La Hầu Kế Đô là đèn đỏ. La Hầu Kế Đô Thái Bạch là đèn đỏ. Thái Âm Mộc Đức La Hầu, La Hầu Kế Đô Thái Bạch là đèn đỏ. Còn Mộc Đức Thái Dương là đèn xanh. Còn Thái Âm, tất cả những ngôi sao còn lại là đèn vàng. Mà ngày xưa, người xưa chưa có cho nhau biết cái đèn giao thông như vậy, cho nên người ta đặt cái tên cho mình nhớ. Thành ra năm nay mình bị sao? La Hầu là đèn đỏ, ngay ngã tư rồi là đèn đỏ. Mà người nào mà vượt đèn đỏ thì như thế nào quý Phật tử? Sẽ gặp tai nạn liền. Cho nên khi mà chúng ta làm ăn, thí dụ như quý Phật tử 37 tuổi hoặc 46 tuổi mình đang làm ăn, hồi năm 36 tuổi làm quá trời ngon rồi, nhưng mà 37 tuổi đèn đỏ, mà mình không hiểu, mà mình không biết dừng lại, qua năm mới 37 tuổi mà mình khuếch trương cho nó lớn, gãy đổ liền quý Phật tử. Hiểu không? Cho nên nó 37 tuổi hai vợ chồng cự cãi với nhau, người ta nói đèn đỏ con à, tức là chồng dừng lại cái đèn đỏ, vợ dừng lại cái đèn đỏ, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Vượt đèn đỏ hai người bắt đầu ngồi, chồng đập cái tivi, vợ nó mày đập tao đập nè, đập cái đầu đĩa. Hai vợ chồng thay phiên nhau đập, đập xong vượt đèn đỏ cuối cùng rồi nó bắt đầu ngồi khóc, sắm lễ nó cực lắm. Thấy không? Cho nên tình cảm sẽ bị tổn thương, thân thể sẽ bị tổn thương, công ăn việc làm sẽ bị tổn thương, tại vì vượt đèn đỏ. Chứ thật sự La Hầu Kế Đô Thái Bạch không có phải là xấu, không phải là một ác thần nào mà nó chiếu đến cái mạng của mình làm cho mạng mình xấu đâu. Cho nên mình phải hiểu Tết năm mới tất cả chúng ta đều có những cái tư tưởng nó mới một chút, nó văn minh một chút quý Phật tử. Hiểu không? Cho nên La Hầu Kế Đô Thái Bạch là đèn đỏ trong ngã tư của cuộc đời mình. Mà ngã tư của cuộc đời mình là gì? Thí dụ như rằng là hai con số cộng lại thành 10, nam nữ gì đó cộng lại thành 10 đều bị đèn đỏ hết. Hiểu không? Còn nữ mà con hai cái tuổi mình cộng lại thành con số 8, mà nam cộng lại thành con số 4 đó là đèn đỏ luôn. Thí dụ nam 22 tuổi đèn đỏ thái bạch,
Nữ 26 tuổi, đèn đỏ thái bạch, thí dụ vậy. Số 2 với số 6 cộng lại là 8. Hiểu không? Hai con số cộng lại, nam mà bằng 4 là đèn đỏ, nữ bằng 8 là đèn đỏ. Vậy cái đó không nên vượt đèn đỏ nghe quý Phật tử. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử tất cả chúng ta phải hiểu, phải hiểu tất cả những cái tập tục nó không ngoài Phật giáo đâu quý Phật tử, không ngoài tâm linh của mình đâu. Nhưng mà tất cả chúng ta hiểu sai đi, rồi chúng ta biến tấu nó lần lần, cái nó mất đi cái vẻ nguyên thủy của nó đi, phải không? Thành ra rồi mất cái vẻ nguyên thủy, rồi bắt đầu cúng kiến tùm lum hết, đốt giấy tiền vàng mã gì thôi, quá trời khói bụi luôn. Mà mình đâu có hiểu. Tất cả những cái chuyện này từ xưa ở bên Trung Quốc thôi. Đó, vua Tề nằm mộng chết rồi, rồi tự nhiên linh hồn, cái này là ổng kể lại thôi, ổng chết, linh hồn ổng đi xuống dưới trần với Diêm Vương đó. Rồi ổng Diêm Vương ổng mới cho đi xuống lang thang ở dưới Cõi Âm, rồi thấy rằng là Cõi Âm cũng có nhiều người, người ta cũng cần tiền, cần áo, cần cơm gì đó. Ổng đi ổng thấy bao nhiêu người chết ở dưới, xin ổng áo nè, xin ổng tiền nè, xin ổng cơm nè, đủ thứ hết. Đó, rồi khi ổng sống lại, ổng mới nói với bá quan Chăn Võ là chậm chết rồi, chậm đi xuống dưới, chậm thấy vong hồn cũng sống như mình, cũng xin tiền, xin cơm, xin áo vậy đó. Rồi bắt đầu mới là người chết bắt đầu đốt, đốt áo quần của người chết đem theo, tiền bạc đốt đem theo, đốt riết rồi cái bắt đầu mấy ông quan sợ quá. Tiền thiệt mà đem đốt, giải sồ lụa là thiệt mà đem đốt hết vậy, rồi biết bao giờ cái kho của triều đình nó tiêu tan hết. Đó, rồi có một vị quan mới chế ra là tiền giải bằng giấy, áo quần bằng giấy để mà đốt. Thấy không? Thành ra rồi tới bây giờ mình bắt chước mình đốt vậy thôi. Mà thật sự người con của Phật của mình đó, thầy nói cho quý Phật tử nghe, không có cần áo, cần quần gì cả. Bởi vì tất cả chúng ta cầu nguyện cho mình giảng sanh về cõi của Phật, mình đem nhà cửa, đem quần áo xuống dưới ai ở, ai lấy đây? Hay là mình cứ đem xuống để cho ông bà của mình mãi mãi dưới địa ngục, để mà ôm cái nhà, ôm cái đống quần áo, ôm cái đống tiền này hoài không được giảng sanh, phải không? Cho nên chưa chắc gì là ông vua Tề đó, ông nằm mộng mà ông thấy thiệt nữa. Chưa chắc. Mình là người con Phật, mình phải vận dụng trí tuệ của mình để mình hiểu. Mình cầu nguyện cho ông bà của quyền thất tổ mình đi lên trên, thì lên trên đó rồi tiền công đức biết bao nhiêu đó, công đức niệm Phật đó mà sai. Thì nói ví dụ như quý Phật tử ơi, thí dụ mình cầm vàng thôi, quý Phật tử qua Mỹ xài được, qua Pháp, qua Anh đều xài được hết, chỉ cần vàng thôi, hiểu không? Có vàng là mình đổi ra xài được rồi. Thì cũng như vậy, mình cầm Nam Mô A Di Đà Phật lên trời xài được, về Tây Phương xài được, xuống địa ngục xài được. Tại vì sao vậy? Nam Mô A Di Đà Phật là tiền công đức xài được hết, xuống địa ngục đổi xài. Đang bị hành hạ vậy đó mà Nam Mô A Di Đà Phật, tất cả những cái mà khí cũ hành hạ tội nhân để dừng lại hết. Quý Phật tử thấy không? Mình đổi mình xài, đâu có cần mình phải đốt xuống dưới đâu đó. Cho nên rồi đó, ở trong cái tiền giảng sanh đó quý Phật tử, tại vì đó con cháu mình sau này đó cứ làm biến niệm Phật quá, không có gửi cho ông bà mình câu A Di Đà nào hết. Có nhiều bà cụ đó quý Phật tử ơi, đứng ở trên cõi vô hình gần 60 năm vậy đó. Có một vị hòa thượng sau khi ngồi thiền xong, xuất thần ra sau mà thấy chốn vô hình có một bà cụ, bà đứng hoài vậy, lần nào tu thiền xuất ra cũng gặp bà đứng ở đó. Hòa thượng đó tu mấy chục năm rồi ra cũng thấy bà đứng ngay cái chỗ đó hoài. Cái vị hòa thượng này mới hỏi, sao bà cụ không đi tái sinh, đi đầu thai đi, mà sao cứ đứng ở chỗ này hoài? Bà cụ bà nói, dạ con đứng đây con chờ con gái của con nó quy y Tam Bảo. Quý Phật tử thấy không? Hồi lúc bà mất là năm đó bà mới có 20 tuổi. Mà bà chết rồi bà buồn lắm, cho con gái của bà còn nhỏ quá. Nó mới 1-2 tuổi thôi, bà không biết làm sao để cho nó quy y Tam Bảo. Cho nên bà đứng bà chờ 60 năm rồi, là năm nay là bà chết đúng ra bà 80 tuổi rồi. Con gái của bà nó cũng gần 60 tuổi rồi. Mà không biết quy y Tam Bảo, cho nên bà cụ mới đứng đó mà chờ chứ nào nó quy y Tam Bảo. Hòa thượng mới nói, chờ nó quy y để làm gì bà cụ? Bà nói, chỉ có quy y Tam Bảo thì nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì con mới nhận được công đức. Chứ còn bây giờ nó không quy y Tam Bảo, nó cúng tầm bậy tầm bạ, con khổ lắm. Thế không quý Phật tử? Cho nên mình là người con Phật, mình hiểu để mà mình làm cho nó đúng, để mà cho cửa quyền thất tổ của mình đặng siêu thanh mới được chứ.
Nó còn có nhiều người nó Tết nhất mà cứ nói nghe lời người ta, nói cử quyền quở. Ông bà nào mà quở con cháu mà cứ cử quyền quở. Về mận con gà cúng đi hết bệnh ha. Cúng con gà xong hỏng hết. Vô coi nữa, chắc cử quyền không có quở. Cái này tổ cô quở. Về cúng nữa đi, rồi bắt đầu cúng thêm con gà nữa. Con gà cũng hỏng hết bệnh nữa. Lợi cái coi lần nữa, cái bắt đầu không phải tổ cô này lãnh cô quở. Quý Phật tử ơi, ba cái từ ngữ đó là những cái từ người ta tự chế ra. Người ta giải quyết một cái vấn đề mà người ta không biết gì để giải quyết. Quý Phật tử hiểu không? Lại hỏi sao con bệnh? Không biết. Cái đổ thừa của quyền thất tổ quở. Kêu cúng gà đi, cúng hỏng hết luôn. Cái bắt đầu đổ thừa tổ cô mà không biết tổ cô tên gì ở đâu. Bây giờ tổ cô cũng không hết được, lãnh cô, không biết bà lãnh cô này nằm ở đâu nữa. Cho nên quý Phật tử ơi, tất cả những cái người coi bói như vậy đó, tức là nói bừa, nói đại để giải quyết một chuyện người ta hỏi mình mà mình bí và mình không biết cách để giải quyết. Bệnh là gì? Là sự thử thách của Phật hết. Chẳng có cái tổ cô cửu quyền nào mà quở mình hết. Làm người mà không có tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Cho nên bệnh là gì? Là Như Lai đang thử thách con. Chỉ có thế thôi, hiểu không quý Phật tử? Đằng này bệnh cái bắt đầu chạy vô trong bệnh viện rồi. Vô bệnh viện xong rồi cái bắt đầu đi kiếm thầy, kiếm bà tùm lum hết. Rồi sên bùa về đeo, đốt bùa uống tùm lum hết quý Phật tử. Mất đi cái trí tuệ, áo lam bị nhiễm bẩn không? Bị nhiễm bẩn nhiều lắm. Cho nên tất cả chúng ta sống ở trong đây mà mình chưa bao giờ để cho chiếc áo lam của mình mà nó tinh khiết cả. Người nào mà còn mê tín, áo lam mình còn bị nhiễm bẩn. Còn mê tín là còn nhiễm bẩn quý Phật tử. Chân trái cây cũng vậy đó, chân chuối là chuối nhũi đó. Có ai mà suy nghĩ mà chân chuối là chuối nhũi đâu. Quý Phật tử không hiểu chữ cờ ở ngoài trước này. Cái chữ cờ đó là gì? Chữ cờ là mở. Ở trong đây là ngoài này đóng, đây là mở. Ở trên và ở điểm dưới này là mực thước. Có nghĩa là muốn cho nó bự ra hay là muốn cho nó bằng lại. Đây là mực thước của cuộc đời, là mở của cuộc đời. Chữ cờ là mở của cuộc đời, là mực thước của cuộc đời. Còn chữ hắc là cây thang, là cây thang ở trong cái sự nghiệp của mình. Còn chữ u là gì? Đức độ chứa đựng của một con người. Còn chữ ô là gì? Chữ o là gì? Là tròn đầy mà có sự che chở. Còn dấu sắc là gì? Sự thăng hoa. Còn chữ y và dấu chấm là gì? Đỉnh đến của kiếp người. Cái chữ chuối ông bà mình đặt như vậy nó đẹp vô cùng vậy đó, mà chân chuối nó chuối nhủi. Tại sao khi mình chân trái chuối mình không hiểu đây là mực khước của một con người, đây là sự mở, mở của một con người, mở cánh cửa, có cái nấc thang danh vọng, có cái đức độ để chứa đựng, có một cái chữ ô là gì? Tròn đầy và sự che chở, và có dấu sắc là sự thăng hoa, có dấu chấm bi là đỉnh đến của một kiếp người. Vậy mà mình không hiểu, không sợ cái chuối. Ai mình đem chuối vô là chết luôn. Cái chuối là năm mươi một năm mày chuối nhủi mày xuống thất bại không? Nhưng mà chuối là tượng trưng cho bàn tay của Phật. Mình chân bên đây một nải chuối, chân bên đây một nải chuối là bàn tay của Phật, hiểu không? Xung quanh là mình để cam, là tượng trưng cho cam lồ. Chính giữa là tượng trưng một trái thơm, là tượng trưng cho ngàn mắt. Có nghĩa là ngàn tay ngàn mắt của Quan Âm cầm cam lồ để mà làm cho cái gia đình của mình được ngọt ngào trong năm. Mắt cái gì đâu, không có một mẹ thiên nhiên nào mà tạo ra một trái cây ác cảm với con người hết đó quý Phật tử, hiểu không? Cái trái nào nó cũng mang đến cho con người tất cả những niềm vui trong cuộc sống cả. Chỉ có con người thôi, cái con người của mình, cái ảo giác nó đánh lừa mình. Để rồi ảo giác là gì? Là định nghĩa một điều không định nghĩa. Dám định nghĩa một điều không định nghĩa được. Vậy đó mà tới Tết định nghĩa chất khớm là gì? Chàng ơi mày thờ là mày chân chất khớm này ha. Hàng xóm bao nhiêu con mắt nó dòm mày đó. Nó vô nhà, nó dòm nhà, dòm cửa mày chết luôn đó. Thấy thất bại không? Một cái suy nghĩ nó sai lầm. Trong khi trái thơm, nhiều con mắt là gì? Là tượng trưng cho con mắt của chúng ta. Chỗ nào mình cũng nhìn được hết, chỗ nào mình cũng hiểu được hết. Mình không bị bế tắc trong cuộc sống, không bị bối rối trong tâm hồn của mình. Vậy đó mà không hiểu. Đâu có cái trái cây nào mang đến cho chúng ta những điều xấu và ác cảm đâu. Vậy mà con người của mình dám định nghĩa sự ác cảm không? Thấy không? Định nghĩa ác cảm đối với tất cả những cái điều mà con người mẹ thiên nhiên ban tặng cho mình. Tặng cho mình nhiều thứ lắm.
đó, đem vô cúng với ông cũng vậy nữa, cúng bàn thờ ông bà, cúng bún cái không cho. Trời ơi, mày đừng cúng sợi này kia, mấy cọng dây đồ này nữa, đừng có cúng hủ qua, dây vợ không, không có nên. Đừng có cúng đậu, dây vợ. Rồi cái ông bà mình linh hồn đi, nó bị vướng chân. Nói tầm bậy tầm bạ vậy, linh hồn mà nào mà đi mà vướng chân vô mấy sợi dây đó. Bầu bí này kia, dưa leo, hủ qua, đồ nói dây vợ, vướng chân, cúng cái gì bằng dây là không được. Cúng bún cũng không xong nữa, thì nó cộng thì không được. À, cúng bún không cho, mà mì xào cho. Cộng mì nó cũng dày nhau, nhăn vậy. Quý Phật tử thấy không? Không cho cúng đậu que đậu này về dây nhỡ mà, nhưng mà hủ qua hầm cho cúng, nó cũng là dây nhỡ vậy. Quý Phật tử thấy ông bà của mình xưa bài nay làm rồi mình làm, nó trợt đi, nó mất đi sự chánh tính của một con người. Cúng cái gì cũng được cả. Cái lòng của mình đẹp là mình cúng cái gì cũng đẹp cả. Lễ vật là gì? Lễ vật là một sự tượng trưng cho tâm của mình. Hai anh em, anh chiếm hết nhà cửa của cha mẹ đủ thằng em đi, cho nên anh vợ chồng anh giàu lắm. Vợ chồng em bị đuổi đuổi đi nghèo, cho nên rồi ngày giỗ của cha giật heo giật gà, mời hàng xóm này kia để thể hiện mình một chút đó. Còn hai vợ chồng thằng em cầm có một cặp bánh tét thôi đi về, nhưng mà không dám vô nhà. Thấy nhà của mình toàn là dân quý phái, nó đến nó ngồi nó ăn nó nhậu, cầm một cặp bánh tét không dám vô cúng. Một hồi rồi cái xin phép bà chị dâu, bà bắt đầu bà đứng bà nói trước đám đông, nó thôi bây giờ đó quý khách tôi mời đây, giờ em chồng tôi nó đem cặp bánh tét này cho phép nó cúng không. Thì thực khách người ta nói thôi bây giờ nó có cái lòng thì chỉ cho nó để lên bàn thờ nó cúng đi. Anh mới đem cặp bánh tét anh vô, anh quỳ anh lại anh cúng, là một điều lạ vô cùng, là toàn bộ thực khách đang ngồi ngoài sân vậy đó, tự nhiên thấy hai ông bà ngồi trên mây nha quý Phật tử, hai ông bà già ngồi xẻ bánh tét ăn đó, gà heo vịt gì của thằng con trai lớn không ăn một miếng luôn, mà xẻ cặp bánh tét ra ngồi nè. Cái câu chuyện như vậy thì quý Phật tử thấy rằng là cái lễ vật chỉ là tượng trưng, mà cái quan trọng là tấm lòng của mình, hiểu không? Chứ không phải dọn lên cho đầy bàn như vậy, không phải đâu quý Phật tử à. Dọn nhiều chừng nào mà lòng của mình ác quá đi, ông bà đâu có dám về ăn đâu. Thầy nói thiệt luôn đó, cái cách cúng của mình đó, ông bà có về chứng minh hay không là do mình đó. Hai vợ chồng mới vừa gây lộn lên đốt nhang, không ông nào dám về ăn đâu. Mới mùng một Tết mà nó chửi lộn với nhau sùm vậy rồi, bắt đầu lên nó cúng ai ăn cho nổi. Bây giờ quý Phật tử còn sống đây nè, bây giờ vợ chồng nó chửi hoài đi, còn mình ăn cơm nổi không? Ăn nổi không? Không nổi. Thành ra chết rồi mà nó cũng chửi lộn nhau vậy hoài, cúng sao ăn đấy. Cho nên thầy nói với quý Phật tử nghe, cái lòng của mình mới là điều quan trọng, cái cách của mình sống mới là quan trọng, cái Tết trong tâm của mình đó quý Phật tử. Cho nên chưng ở trên trái cây cũng vậy, chưng trên bàn thờ cũng vậy, chưng ngũ quả, đừng có chưng nhiều quá. Chưng trái cây phải trái cây chín đàng hoàng, đừng có bắt chước người ta chưng ba cái trái cây sống để cho nó lâu, để cho nó tới Tết luôn. Không phải, ngày 30 Tết đó là ngày mà tất cả chúng ta đúng nghĩa là dựng niêu. Dựng niêu là gì quý Phật tử? Cả mấy cây chổi lên trước cửa nhà mình. Quý Phật tử phải hiểu cái dựng niêu, mặc dù nó là dân gian, ở trong Phật giáo của mình thì cũng không có. Nhưng mà Phật giáo của mình dựng niêu lâu rồi, chùa nào cũng có cột phướng hết quý Phật tử thấy không? Nếu mà chùa xưa, chùa nào cũng có cái cột phướng lớn hết trơn phải không? Treo cái lá phướng. Thì lá phướng là gì quý Phật tử ơi? Giống như bây giờ đó, giống như mình trước cửa nhà, giống như trong mấy cái đền, cái đình, cái miễu rồi đó, đều có một vị thần đứng án ngữ hết, có một vị thần hết để bảo vệ cho cái miễu, cái đền đó. Còn trong một ngôi chùa, cái trụ phướng đó bảo vệ cho một cái ngôi chùa. Cho nên nhân gian của chúng ta dựng niêu có nghĩa là gì? Để chấn lại. Mà nhất là phải là cây tre mới được, hiểu không? Cây tre có nghĩa là tượng trưng cho quân tử. Cây tre là tượng trưng cho quân tử dựng lên như thế. Đó, quý Phật tử ơi, ngồi treo trên đó một cái ghế nồi nữa, cái ghế nồi bằng tre. Ghế nồi là gì? Là cái chỗ để đựng nồi cơm, hiểu không? Tức là làm cho mình năm mới này mình chấn lại tất cả những cái điều xấu, phá đi tất cả những cái lộc của mình, phá đi tất cả những cái phúc của mình. Treo lên trên đó 30 Tết chấn.
Cho nên tục lệ của ông bà mình thôi, hãy mà để năm mới vừa qua năm cũ đón là phải như vậy thôi. Sợ, sợ năm mới rồi có nhiều cái xấu nó đến nhà mình, cho nên mình phải dựng cái cây để mà chặn lại tất cả những cái xấu. Mà theo cái lời kể đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là lồ quỷ nó tấn công con người ta dữ lắm luôn. Nó lấn đất đai con người ta, bắt con người ta trồng rồi bắt đầu chia hai. Đó, để mà mình trồng nó đòi lấy người, nó đòi lấy thân, ba hồi nó đòi lấy củ, lấy rễ. Nhưng mà con người của mình khôn lắm, nó đòi lấy rễ đó thì mình trồng cây khoai lang, khoai mì á. Ông nó đòi lấy cái thân, mình mới trồng cây khoai lang. Tới mùa thu hoạch nó cắt dây lan vô nó ăn, còn mình ăn cái rễ. Đó, rồi nó bắt đầu cái tới chừng rồi cái nó thấy vậy rồi, bây giờ nó đòi ăn cái rễ. Mình trồng cái bắp, bắp xong rồi nó mình hái cắt cái bắp vô mình ăn, cái rễ không. Đó, thành ra nó cứ thua mình hoài mà nó lớn con người đi vô tới còn có chút xíu vậy. À, lúc bây giờ Đức Phật xuất hiện, con người khổ quá rồi, cho nên Đức Phật mới xuất hiện, mới lấy một cái gốc y cà sa của Phật cho con người và nói rằng là xin lợi mua nó đi, bao nhiêu vàng cũng được, chỉ cần một gốc cà sa này treo lên cái cây đó, cái bóng tới đâu đất của tôi tới đó. Thì con quỷ nó nói trời ơi, con miếng áo đó mà treo lên đây nhiêu đất dữ vậy, bán, đồng ý ký tên. Nhưng mà một điều lạ lùng là khi cái y của Phật mà treo lên trên cái cây điêu á, là cái bóng của cái y mến bóng luôn mà đẩy. Để mà cái bóng nó đen tới đâu á thì con người ta lấn tới đó, quỷ nó đẩy ra tới ngoài biển luôn, nằm ở ngoài biển luôn đó. Cho nên rồi đó là quỷ nó mới xin với Phật, nó biết phép của Phật rồi, nó mới nói là xin Phật cho con mỗi một năm vậy đó, cho con về thăm đất của con, ông bà của con nằm ở trong đất liền này nè, 7 ngày thôi rồi con trở về, hiểu không? Cho nên con người ta mới dựng cái cây này lên đó, dựng cái cây này lên để nhắc nó, mày mà vô mày xâm phạm nữa thì như cũ đó con, hiểu không? Đó, thứ hai nữa cho phép 7 ngày theo lời Phật dạy đó, theo lời Phật dạy để đón nó về thôi. Nhưng mà mới bắt đầu nó trở về bằng mùng 3. Ngay bữa mùng 3 là lồ quỷ nó về, hiểu không quý Phật tử? Còn mùng 7 nó đi thôi đó. Cho nên đó mình cứ mùng 3 nó về, nó là quỷ mà đem gà mà cúng ở trước sân hoài, kể như rồi là mình gù quến quỷ nó về hoài, nó kiếm gà nó ăn thôi. Tại vì gà đi cúng cho thầy chứ không phải đi cúng trước cửa nhà mình đâu. Mà mỗi lần nó đi ngang qua cái nó lượm con gà nó ăn, ăn xong chừa lại 2 cái giò, chạy ra thấy mất con gà còn 2 cái giò, tiếc quá không dám ăn, treo cửa. Nó sai nhiều thứ lắm phải không quý Phật tử? Cho nên từ đây về sau đừng có làm những điều đó nữa quý Phật tử. Mặc dù không có con quỷ nào về ăn hết, nhưng mà năm mới đừng để cho máu và thịt của chúng sinh nó rơi trước cửa nhà mình. Là con của Phật mà, nhớ cái điều đó. Mình phải làm sao cho chúng sinh có niềm vui, có nụ cười. Hễ mà một năm một ba mỗi một nhà mà mất đi cái chuyện mà cúng con gà đó, thì con gà này nở một nụ cười, chúng ta đã có một niềm vui. Và toàn bộ đạo tràng của chúng ta không mừng gà cúng nữa, thì toàn bộ chúng ta mang đến cho cuộc đời này biết bao nhiêu là niềm vui, biết bao nhiêu là chúng sinh có nụ cười, phải không? Cho nên bớt những điều đó, là bớt tất cả những điều xấu đó quý Phật tử. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta xuân hòa, đẹp vô cùng luôn, phải không? Cho nên Phật tử mà vô trong đây mà hễ mà xù là chúng ta đã giết chết mùa xuân của đạo tràng xuân hòa. Vô không có giận, dứt khoát mình sống là phải có chữ xuân trong đó. Mà mùa xuân là hoa nở, mùa xuân là hoa nở. Cho nên có quyền giận nhau, nhưng mà đừng bao giờ để cho, đừng cho nó rủ xuống. Cho nên quý Phật tử nhớ, bước vào xuân hòa rồi, mình mặt mày phải như xuân, nụ cười phải như xuân, lời nói phải như xuân, tình cảm đối đãi với nhau phải là mùa xuân đó. Mà muốn được mùa xuân vĩnh cửu thì phải có chữ hòa, hiểu không? Quý Phật tử ơi, mùa xuân của chúng ta, mùa xuân ở trong đạo, mùa xuân của đạo tràng, mùa xuân của khóa tu là gì? Lục hòa. Chúng ta có 6 cái hòa, hiểu không? Cái 6 cái hòa là gì? Là lợi hòa đồng quân. Cái lợi hòa đồng quân là cái lợi mình chia đều cho nhau. Cái lợi ở đây không phải cái bánh hay là cái trái cây, mà cái lợi ở đây là gì? Là tất cả những cái mà mình, một cái chỗ ngồi thôi, mình cũng có thể chia đều cho nhau.
Hiểu không? Người nào mà còn nói tôi thích ngồi chỗ này, tôi thích ngồi chỗ kia, tức là chúng ta đã mất đi cái lợi hòa đồng quân. Khẩu hòa vô tránh, miệng mình không cãi, đó là cái lợi thứ hai. Dứt khoát không cãi, đúng sai cũng không cãi. Bà đó bà lại bà chửi mình, bà mắng mỏ mình, bà làm này kia kia nọ, mình dữ dằn lắm. Bạch Đức Thế Tôn, con đến đạo tràng Xuân Hòa là con gieo giống Bồ Đề, cho nên hôm nay bà ấy chửi con, con cảm ơn bà ấy, bà ấy đã dùng phân cho cây Bồ Đề của con. Và tự nhiên ta nói, thời con nhỏ này nó tu, nó tinh tấn lắm nè, nó con nhỏ này có căn tu nè. Bạch Đức Thế Tôn, con gieo giống Bồ Đề trong mảnh đất Xuân Hòa này, hôm nay cô ấy khen con, tặng con, tức là cô ấy đang tưới nước cho cây Bồ Đề của con. Hiểu không? Cho nên người ta chửi mình là dung phân, người ta khen mình là tưới nước, chỉ có như thế thôi thì khẩu hòa mới vô tránh được. Thấy không? Đó là mùa xuân của mình rồi, quý Phật tử. Mình kéo mùa xuân mình cả 365 ngày, chứ không phải mùa xuân trong 3 ngày Tết không đâu. Phải không? Rồi khẩu hòa vô tránh rồi, ý hòa đồng duyệt. Cái ý của mình đừng có chọi với ý người ta. Mỗi một người nó có một ý, mà mình làm sao cho ý của mình thông ý người ta, chứ không phải chống vào ý người ta được. Hiểu không? Cho nên ý hòa đồng duyệt, chữ duyệt là gì? Là vui. Cái ý phải vui vẻ với nhau. Đừng có nói ý của bà khác, ý tôi khác, rồi cự cãi với nhau sùm, mất đi xuân hòa liền. Hiểu không? Kiến hòa đồng giải, tất cả những kiến thức của mình san sẻ cho nhau. Tôi biết nhiêu, tôi nói nhiêu, chị biết không? Chị chạy cho tôi biết. Tất cả những kiến thức chúng ta san sẻ cùng nhau, đó là kiến hòa đồng giải. Phải không? Giới hòa đồng tu. Mình nãy về đọc 12 giới rồi, 12 nguyện của A-di-đà phải đồng tu. Tất cả chúng ta tu giống hệt nhau như vậy. Hiểu không? Nhớ cái điều đó. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giới nhưng chung một chùa. Hiểu không? Mình khác giới với nhau, đồng nam nữ này kia mình khác nhau nhưng chung một chùa, cố gắng mà tu. Hiểu không quý Phật tử? Đó là giới hòa đó, cái giới hòa của mình đồng tu. Lợi hòa đồng quân, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng diệt, tiếng hòa đồng giải. Rồi gì nữa? Rồi giới hòa đồng tu. Và cái điều cuối cùng là thân hòa đồng trụ. Phải không? Ở đây quý Phật tử chưa có thân hòa đồng trụ. Thân hòa đồng trụ không phải là sống chung với nhau không có cãi lộn. Thân hòa đồng trụ là gì? Người nào mà đi mà còn dắt vô cái ngạch cửa, đi mà còn đá vô cái ghế cái bàn, thân chưa hòa. Hiểu không quý Phật tử? Đi mà còn dắp cái ống quần, đi mà còn làm bể cái chén, bể cái ly, quơ cái tay, bể cái đèn, thân hòa chưa trụ. Hiểu không? Cho nên tất cả chúng ta muốn có một mùa xuân thì mỗi một cái hành vi, mỗi một cử chỉ của mình đều phải có niềm vui, đều phải có sự tỉnh thức cả. Đó mới gọi là thân hòa đồng trụ. Phải không? Đứng dậy một cái bê vậy là chưa có thân hòa đồng trụ rồi. Hỏi sao mà bê vậy, già quá thầy ơi, chống mặt hạ canxi, đứng dậy chống mặt. Phải không? Tại sao hạ canxi, tại sao chống mặt? Bởi vì cuộc sống của mình, trong lúc mà mình đi đứng nằm ngồi, mình chưa hòa. Chính cái chỗ mình chưa hòa, cho nên khi mình ngồi lâu quá, mình đứng dậy, vì mình chưa hòa, cho nên nó mới trở nên một cơn sốc, làm cho mình bị choáng. Bây giờ quý Phật tử ơi, tại sao mà già mà ngồi xuống đứng lên choáng hoài? Tại vì mình sốc, mình không có hòa được. Mình nghe người ta nói một câu lòng mình chưa hòa. Phải không? Ví dụ nói trời ơi, thấy lúc này bà xấu dữ rồi nghe bà. Mặt mày của bà thất thần, mặt bà tái mét rồi. Sao mà bà tu sao mà tệ dữ vậy? Hồi đó sao nó có vậy mà bây giờ sao nó xấu dữ vậy bà? Rồi thấy không? Mất bình tĩnh liền. Tuột canxi không? Tuột liền tại chỗ. Mình cứ để cho tuột canxi hoài cái kiểu đó thì mình sẽ tuột canxi thôi quý Phật tử. Tuột canxi là gì? Là những cái chất để cho chúng ta quân bình trong cơ thể. Canxi là cái chất để thần kinh nó quân bình, để máu mình được quân bình, để vận động cơ thể, cơ năng mình được quân bình. Mà cái đó nó tuột, mất quân bình. Mà mua tại sao nó tuột vậy? Thần kinh nó không có quân bình. Tất cả những cái mà mình sống, cái ý thức phân biệt của mình nó không có quân bình. Cho nên cuối cùng rồi, tất cả chúng ta đều mất quân bình hết. Hiểu không? Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử hạ canxi rồi đừng có uống canxi hoài. Uống canxi nhiều quá bắt đầu xương mình nó làm vô nó đóng. Đúng không? Đóng trong xương mình. Uống hoài riết rồi cái bắt đầu cái là có vôi, thận mình có sạn liền. Uống vô để có canxi mà.
nhưng mà mình không có biết cái cách để phục hồi canxi, tức là hãy bình tĩnh trở lại tất cả, hãy sống chậm trở lại tất cả, hãy đón Tết trong 365 ngày thì canxi phục hồi đi. Đây nó là cái chất mà do con người tự tạo mà quý Phật tử, hiểu không? Mỗi lần cái não mình sân, mỗi lần cái não mình nghiêng bên này, nghiêng bên kia, tim của mình nó đập nhanh, đập chậm, canxi của mình nó thất thường, nó bị tuột. Cho nên tự mình tạo ra cái sự bình thường trở lại đi, mình phục hồi lại canxi chứ có gì đâu. Cho nên cái người mà tuột canxi uống vào trong cơ thể, một là nó thải ra ngoài hết, hai đưa xuống thận thành sạn thận. Chứ không bao giờ mà nó thấm được vào trong máu đâu quý Phật tử à. Đó, cho nên nó phục hồi canxi là phục hồi cái tâm của mình trở lại. Hãy để tâm của mình là mùa xuân, tâm của mình phải đón Tết và tâm của mình phải thay đổi tư duy mới, đón Tết mới và đón mùa xuân mới. Cho nên đó, thầy muốn nói nhiều dữ lắm nhưng mà thầy sợ thời gian nó không có. Nói ba cái vụ Tết này, nói tới Tết năm sau cũng không hết nữa. Thì thôi bây giờ thầy giải thích cho quý Phật tử nghe ý nghĩa của cái Tết và cái nhìn của Phật tử áo lam của mình về một số cái vấn đề trong cái dịp đón Tết thôi. Cái mà chúng ta thường thường hay sai lầm đó, tại sao thưa thầy, tại sao mà đưa ông Táo mà phải rước ông bà? Mình đưa ông đi sao không đón ông về, còn ông bà có đưa đi hồi nào đâu mà phải rước ông bà về, phải không? Quý Phật tử ơi, mình không hiểu gì hết đó. Tại vì ông Táo là người đang ở nhà với mình. Ông bà già xưa nói ông Táo ở nhà với mình là chồng vợ trong gia đình mình. Cho nên một cái Tết nó đưa ông Táo đi có nghĩa là gì quý Phật tử? Để cho ông, để cho vợ chồng của mình được nghỉ ngơi, hiểu không? Nghỉ ngơi tuần lễ để mà dọn dẹp nhà cửa, không có ra ruộng nữa đó mà. Cho nên gọi đưa ông Táo có nghĩa là giúp cho ông khỏi nghỉ ngơi này cái nọ. Còn ông bà của mình là con người của mình, ông bà lại trên trời rồi chứ không có dưới này nữa. Tôn trọng ông bà ở trên trời, cho nên cái ngày Tết, ngày tư, rước ông bà về ăn Tết với tụi con. Ông bà nào mà đưa đi, phải không? Mình chỉ thờ thôi, chứ ông bà, tư tưởng người Việt Nam, ông bà của mình về trời hết rồi, hiểu không quý Phật tử? Cho nên tới cuối năm rồi, nó sửa soạn đàng hoàng, cái bắt đầu mà mần một mâm cúng để mà rước ông bà về ở trên trời. Còn ông Táo nằm ở dưới nhà mình rồi, cho nên 7 ngày đưa cho ông về trời, ông chơi, hiểu không? Rồi ông có gian ông bà của mình đi về trong bữa 30 luôn, hiểu không? Đó, cái gì đâu mà mình phải thắc mắc cái mấy chuyện đó đâu. Ông Táo ông phục vụ cho con người suốt như vậy rồi, cả một năm như vậy đó, đội nồi đội chảo đội ấm hoài luôn như vậy. Cho nên rồi thôi, ngày 23 con đưa ông Táo về trời để cho ông Táo nghỉ ngơi, hiểu không? Rồi khi mà rước ông bà về thì ông Táo đi theo về. Tại vì ông Táo là cái bếp mà ông bà đi về đây thì phải đi theo ông bà về thôi. Cho nên đừng có thắc mắc, có nhiều người thắc mắc tại sao mà đưa ông Táo đi không rước ông về, mà không có đưa ông bà đi mà lại rước ông bà về. Không phải. Cái tư tưởng của người Việt Nam nó đẹp như vậy đó quý Phật tử, hiểu không? Tri ân báo ân vậy thôi. Còn mà đưa ông Táo á, có khi đó thì tại sao thả cá chép có khi cò bay ngựa chạy. Cái nào đúng cái nào sai quý Phật tử? Không có nào đúng nào sai hết. Mà thật sự ra ngày xưa đó, đưa ông Táo đó, cái dân nhà giàu hồi xưa mà điền chủ đồ này kia bá hộ đồ đó, thì người ta đưa ông Táo, người ta nịnh ông Táo, người ta thả con cá chép, người ta cúng con cá chép. Tại vì con cá chép nó tượng trưng cho cái công danh sự nghiệp mà. Cá chép vượt vũ môn để quá kiếp thành rồng mà, lý ngư. Cho nên rồi đưa cá chép cho ông Táo cởi lên, mang công danh sự nghiệp đến trời. Cấm không cho ai mà đưa ông Táo bằng con cá chép hết. Tá điền không được quyền mướn ruộng mà chủ điền thì nó mà làm nó đưa cá chép, mà tá điền cũng đưa cá chép nữa, bằng nhau sao? Nhưng mà những người tá điền làm ruộng quý Phật tử ơi nghèo lắm, cho nên là tối ngày cứ nằm ngoài ruộng không, cũng đưa ông Táo. Mà ruộng là gì? Cò bay, cò bay thẳng cánh, hiểu không? Bây giờ không cho con cá chép thì lấy con cò ra. Còn con ngựa là gì? Gặt lúa xong rồi cho bò cho trâu kéo về. Nhưng mà nói con bò con trâu nó không hay, nói con ngựa cho nó hay một chút, cho nó hơi quý phái một chút. Bây giờ không cho làm con cá chép. Bây giờ mình tụi mình là tá điền dân nghèo, thì bây giờ mình đưa ông Táo bằng cò bay ngựa chạy thôi, hiểu không? Mình là dân ruộng mà, lấy con cò với con ngựa ra đưa đi thôi, chứ không cần con cá chép. Cho nên vì lý do đó mà bây giờ miền Nam của mình là cò bay ngựa chạy rất là nhiều, còn cá chép ở miền Bắc với miền Trung không, hiểu không?
miền Bắc miền Trung là thả cá chép không, còn miền Nam của mình là dứt khoát cò bay ngựa chạy, tại vì cái dân tá điền dân nghèo ở miền Nam mình làm ruộng mướn nhiều lắm quý Phật tử. Cho nên người ta hỏi tại sao như vậy thì mình biết cách để mà mình nói nghe quý Phật tử, mình hiểu cái Tết như vậy để cho nó thông thoáng hơn một chút. Cho nên thôi thầy, năm mới sắp đến rồi, hồi nãy có một cô Phật tử vô chúc thầy là con chúc thầy đó là năm mới thầy được dồi dào sức khỏe để lo cho tụi con, phải không? Có một cô Phật tử không biết cô nào trong đây nè, lên nói là năm mới sắp đến rồi, thôi con cầu chúc cho quý thầy thật nhiều sức khỏe để mà lo cho tụi con. Thì thôi bây giờ thầy chúc lại, qua năm mới rồi thầy chúc cho quý Phật tử thật là nhiều sức khỏe được dồi dào để được thầy lo, phải không? Bây giờ mà cầu chúc cho thầy được nhiều sức khỏe để lo cho tụi con, mà tụi con yếu xìu rồi chết hoài rồi thầy lo cho ai đấy, hiểu không? Cho nên chúc cho thầy có sức khỏe để lo cho tụi con, thì bây giờ thầy chúc lại quý Phật tử nhiều sức khỏe để thầy mới có người thầy lo, hiểu không quý Phật tử? Đó, cho nên năm mới đã sắp đến rồi, cầu chúc cho thượng tọa trụ trì chùa Xuân Hòa luôn luôn lúc nào khuôn mặt cũng mãi như hoa, mà là hoa Bồ Đề, để rồi hướng dẫn quý Phật tử đến với tất cả những cái kết quả mỹ mãn của nó, mà cũng là quả Bồ Đề. Cầu chúc cho toàn thể đạo tràng chùa Xuân Hòa mãi mãi tâm và thân như mùa xuân, để rồi tất cả chúng ta đến với nhau bằng những tín hiệu yêu thương, bằng những tín hiệu của luật hòa, 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 tín hiệu. Xe lật được bình an vô sự. Lại nói tiếp, có một vị lão sư tỷ cũng ở Vạn Đổng Lục tên là Hồng Liên Di. Bà ta có một đứa cháu gái tên là Hoàng Mẫn, năm nay 18 tuổi. Cô ta từ nhỏ chịu sự hung đúc của bà ngoại, trong thức thứ 8 đã trồng được hạt giống Phật. Sau khi tốt nghiệp tiểu học ở trường quốc dân năm 13 tuổi, lúc muốn thi vào trung học, tự cô ta đã cầu Phật Bồ Tát gia hộ có thể thi đậu vào trường trung học Thảo Đồn. Cô ta đã phát nguyện trọn đời niệm A-di-đà Phật và ăn ngọ. Do vì trường trung học Thảo Đồn gần nhà, cho nên cô ta mong muốn thi đậu vào trường trung học Thảo Đồn. Thật là Phật Bồ Tát không phụ người có tâm. Cô Hoàng Mẫn này cuối cùng đã đạt được hy vọng của cô ta. Sau 3 năm cô tốt nghiệp, năm 16 tuổi cô đến làm việc ở một y viện tổng hợp tại Đài Trung làm y tá. Cô ta làm việc rất cẩn thận, cố gắng học tập, đối với người bệnh rất thân thiết. Mặc dù bận rộn với công việc suốt cả ngày, hai thời khóa sớm tối cũng niệm Phật không gián đoạn. Do vì cô ta mang theo tượng Phật nhỏ có lồng khung kiến theo mình, hai thời khóa sớm tối thỉnh ra lễ bái, niệm Phật xong rồi cất vào lại. Vào mùa xuân năm nay, bác sĩ trưởng phái cô đưa người bệnh đến Thảo Đồn, ngồi một chiếc xe taxi trở về. Đến nửa đường vùng phụ cận của Thảo Hồ, chiếc xe này bỗng nhiên bị hư máy, lộn lật nhào, lật vào trong đám lau bên đường. Bốn bánh xe chỏng lên trời. Lúc đó, có một vị sư tỷ tên Ngân Tiếu đứng ngay cổng nhà nhìn rất rõ ràng, buộc miệng kêu lên: A-di-đà Phật, tội nghiệp người trong xe tiêu hết rồi. Trong khoảnh khắc đó, lại thấy cửa xe mở ra, một cô gái trẻ tay dắt một ông cụ chung ra, tài xế cũng chung ra. Ba người chẳng những bình an vô sự, mà ngay cả da cũng không có chút trầy xước nào. Nhưng kiến của xe thì vỡ nát hết. Sư tỷ Ngân Tiếu nói cô nghĩ không ra, ba người này sao mà may mắn như thế, không có bị thương một chút nào hết. Họ đổi xe khác đi về Đài Trung. Ngày hôm sau, được nghỉ, cô Hoàng liền về nhà nói với bà ngoại rằng: Bà ngoại, Đức Phật A-di-đà thật là linh cảm, đã phù hộ cho con. Liền đem chuyện kinh sợ lật xe vào đám lau hôm qua nói cho bà ngoại nghe. Cô ta còn nói: Con mỗi lần lên xe trong tâm đều nhất tâm niệm A-di-đà Phật, cho nên hôm qua ngồi trong xe cũng đang niệm Phật. Sau khi xe lật gọng, con đỡ ông bác già ngồi kế bên dẫn ra.
cùng về Đài Trung. Đến Đài Trung, xuống xe, con liền mua trái cây về cúng đường lễ bái Phật A-di-đà. Cảm tạ ân đức cứu mạng con để bày tỏ chút lòng thành kính. Chuyện trên đây là vào mùng 1 tháng 5, tôi đến cơ sở Hoằng Pháp ở Vụ Phong giảng kinh. Lão sư tỷ Hồng Liên Di nói với tôi, lúc đó sư tỷ Ngân Tiếu cũng có ở đó. Nhưng mà mình là người Phật tử, mình phải hiểu Tết là gì. Ba cái ở trong cái lò là thổ công, thổ địa và thổ kỳ. Hiểu không quý Phật tử? Thổ công là coi diện đất đai, đồng áng. Còn thổ địa coi diện nhà cửa. Còn thổ kỳ coi chuyện bếp núc. Mà cái lò là tượng trưng cho thổ công, thổ địa, thổ kỳ, là tượng trưng cho vợ chồng. Hồi xưa vợ chỉ có nhiệm vụ duy nhất là bếp núc, cho nên gọi là thổ kỳ. Còn chồng có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ là tại vì người Việt Nam của mình ngày xưa làm ruộng không, đúng không quý Phật tử? Đất nước Việt Nam mình là đất nước ruộng mà, làm nông mà. Cho nên người chồng có hai nhiệm vụ. Một là làm chủ nhà là thổ địa. Hai, làm chủ đồng áng ruộng vườn là thổ công. Cho nên ở đây ba cái đó có nghĩa là chồng có hai nhiệm vụ và vợ chỉ có nội trợ mà thôi. Hiểu không? Chứ không phải hai ông một bà. Đừng có hiểu như vậy nữa. Người Phật tử áo lam của mình phải hiểu một cách tuyệt vời, sáng suốt hơn một chút. Làm gì mà có hai ông nhảy vô đóng gom rồi chết chổng rồi thêm bà nhảy vô nữa. Mình giải thích như vậy đó, Tây Phương người ta không chịu, mà người trí thức người ta cũng không chịu nghe quý Phật tử, bởi vì đó là nhân gian. Cho nên mình phải hiểu. Còn thờ ông Táo với ông Thần Tài với ông Địa, thật sự ra ông Thần Tài không có lịch sử lai lịch gì hết trơn, phải không? Ông Địa thì cũng không có lai lịch luôn đó. Cái đó là bắt đầu từ Trung Quốc hết đó. Thổ địa công công, thổ địa bà gì đó là của Trung Quốc. Nhưng mà thật sự ra cái người Việt Nam mình thờ ông Địa với ông Thần Tài ở ngoài nhà trên, mà tại sao thờ ở dưới đất, không cho lên trên bàn ngồi chung với Phật? Tại sao vậy? Mình phải hiểu tại vì ông Thần Tài và ông Địa là tượng trưng cho chồng vợ nữa. Thổ địa là tượng trưng cho chồng, là người gìn giữ căn nhà. Còn Thần Tài là vợ, là người biết giữ gìn tiền bạc. Giữ gìn tiền bạc. Cho nên Thần Tài và ông Địa là tượng trưng cho cái linh hồn của chồng và vợ. Cho nên đâu có lên ngồi chung với Phật được đâu, phải ngồi dưới đất. Hiểu không quý Phật tử? Thành ra rồi mình phải hiểu như vậy chứ còn thờ ông Thần Tài, ông Địa cứ cho ăn bánh bao, hút thuốc, uống cà phê hoài chắc chết quá. Hiểu không? Cái đó là linh hồn của chồng và vợ. Cho nên áo lam của chúng ta phải hiểu, phải hiểu một cách cụ thể như vậy. Chứ còn mà quý Phật tử mà cứ hiểu mang mát rồi hỏi hiểu một cách nôm na hoài đó, quý Phật tử mình làm nó càng trật, mà nó mất đi cái vẻ đẹp của Việt Nam. Rồi mình làm riết rồi mình làm Phật tử, mình làm mất luôn cái vẻ đẹp của Phật giáo luôn. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta mình phải hiểu cái Tết của nó, để cho cái Tết của mình nó trọn vẹn. Cái Tết của mình đúng là mùa xuân vĩnh cửu, là một mùa xuân di lạc. Tết không phải là tháng giêng, Tết không phải là 30 tháng chạp, mà Tết từng ngày từng giờ của người Phật tử áo lam. Cho nên cái chữ Tết là gì? Yêu thương. Tết là gì? Là hòa hợp. Tết là gì? Hạnh phúc. Cho nên quý Phật tử mỗi một ngày mà mình yêu thương, mình hạnh phúc, mình hòa hợp, đó là ngày Tết của người Phật tử rồi. Đâu có đợi tới 30 đâu, đón giao thừa rồi cái mùng 1 mình ăn Tết đâu. Giao thừa là gì?
Giao thừa có nghĩa là giao thời. Quý Phật tử hiểu không? Là cái thời của mùa đông và cái thời của mùa xuân nó giao nhau. Cái thời của năm cũ và cái thời của năm mới nó giao nhau. Cái giờ của năm cũ và cái giờ của năm mới nó giao nhau, cho nên gọi là giao thời. Nhưng mà ông bà già xưa của mình khôn lắm, chữ thời đổi thành chữ thừa để cho sang năm con cháu nó dư dả. Hiểu không? Thành ra mình phải hiểu như vậy, mình hiểu cái Tết như vậy đó quý Phật tử. Thành ra mới gọi là giao thừa. Cho nên giao thừa rồi bắt đầu đem ra cái dĩa, cái mảng cầu sống nhăn cứng ngắc gì nè để lên, rồi cái chùm sung sống sống để lên. Chàng ơi, năm mới mà cho ăn cái đồ không chín không thì sang năm làm gì mà nó có hương vị ngọt ngào được, phải không quý Phật tử? Trái sống đặng nặng để cho nó lâu, trái đu đủ sống, trái mảng cầu sống, trái sung sống đó. Để thêm trái xài nữa, cầu vừa đủ xài sung. Suy nghĩ như vậy nó sai lệch vô cùng quý Phật tử. Cho nên giao thời có nghĩa là năm cũ và năm mới giao nhau trong một cái điểm. Một cái điểm đó gọi là gì? Là chín, là ngọt. Hiểu không quý Phật tử? Cái năm cũ đã đi qua, tức là kết quả của một năm là phải là trái chín đàng hoàng, để rồi mình đón năm mới bằng hương vị ngọt ngào của nó. Mà năm mới rồi quý Phật tử ơi, mình là con của Phật thì mình phải đón, mình đón cái năm của mình vào cái gì nó cũng ngọt ngào hết. Cuộc đời của chúng ta nếu mà nói ở ngoài hay trong đạo cũng vậy, chúng ta có năm cái phúc: giàu sang, giàu sang rồi mạnh khỏe, sống lâu và mạnh khỏe rồi bình an, đúng không? Năm cái phúc: giàu là một, rồi sang là hai, rồi sống lâu là ba, mạnh khỏe là bốn và bình an là năm, đúng không? Năm cái phúc đó là phú quý thọ hương ninh. Năm cái phúc đó mình cầu nguyện trong chùa, ở ngoài đời cũng vậy, cầu nguyện cho năm cái phúc đó mãi mãi nó ở trong nhà của mình. Năm cái phúc nó phải chín và năm cái phúc nó phải ngọt. Cho nên cái đêm giao thừa quý Phật tử ơi, cũng năm trái một loại thôi, mà trái chín trái đẹp đàng hoàng, hiểu không? Mình cũng làm sao năm trái cho nó chín. Thí dụ như là năm trái dưa quỳnh kim cho nó chín, hoặc là năm trái vú sữa thật là mềm mùi cho nó chín, cũng năm trái thôi, để mình đón giao thừa và mình cầu nguyện. Cầu nguyện cái gì? Là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tại vì đó là bổn sư của mình, chứng giám cho con. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, chứng giám cho con. Nam Mô Di Lặc Tôn Phật, chứng giám cho con. Nam Mô tất cả các vị tôn thần, là những người làm chủ cuộc đất này, là những người làm chủ tất cả những cái mà hạnh phúc may mắn cho con người. Rồi kính thưa cửu quyền thất tổ, hôm nay con tên gì đó, hôm nay con dâng lễ vật để con cúng giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa giờ cũ và giờ mới, ngày cũ và ngày mới, tháng cũ và tháng mới, để rồi tất cả chúng con đem những cái kết quả một năm vừa qua chúng con đã chín, để con đón chào một năm mới chúng con và gia đình được hưởng cái hương vị ngọt ngào cả một năm mới. Mình kêu con cháu mình thức dậy hết lại 12 lại để tháng giêng được ngọt ngào, tháng 2 ngọt ngào, cho đến tháng 12 của năm mới ngọt ngào, lại 12 lại như vậy. Chứ không phải vô người chân cái dĩa nó sống nhăn thì con cháu hưởng cái lọc gì giờ đấy, hiểu không? Chẳng lẽ nguyên một năm rồi trồng hoài nó còn sống hoài vậy quý Phật tử? Cho nên nơi mốt đón giao thừa phải như thế đó. Xong xuôi rồi cắt cái dĩa thanh long, cắt cái dĩa quỳnh kim, cắt cái dĩa vú sữa ra cho con cháu mỗi đứa một miếng hết. Đó là dĩa cúng giao thừa, hiểu không quý Phật tử? Như vậy đó mình đón giao thừa nó mới mang cái ý nghĩa đẹp của mình gì đâu. Mà nhiều khi thầy lợi nhà thầy thấy trời ơi, cái trái mãng cầu mà nó mãng cầu xiêm của mình nó sống nhăn nó cứng ngắc gì đó, chùm sung gì đâu mà nó xanh lè mà cứ để lên chân vậy, sai rồi. Thành ra mình phải hiểu cái Tết của cái người Phật tử mặc áo lam của mình cho nó đẹp một chút, đó là đón giao thừa đó. Còn đằng này mình đón giao thừa là mình cứ chúc hoài đó, mà mình không hiểu mình chúc người ta để làm cái gì luôn. Thí dụ như năm mới chúc chị mạnh giỏi, thí dụ vậy đi. Năm mới chúc chị mạnh giỏi, năm mới chúc chị phát tài, thí dụ vậy. Nhưng mà mình không hiểu cái lời chúc là gì.
Quý Phật tử nên nhớ cái lời chúc là gì? Là truyền đạt từ trong lòng của mình gửi vào lòng của người ta. Đó là lời cầu chúc, đó là lời chúc nguyện của mình. Mình phải đem trái tim của mình gửi vào trong trái tim của người ta, mình tải cái tâm hồn của mình vào trong tâm của người ta, chứ không phải lời chúc rồi để cho ta lì xì, phải không? Mình đừng có lời chúc để cho ta lì xì không. Nhất là mấy Phật tử còn trẻ trẻ đó, gặp mấy cụ mà lớn lớn tuổi vô cái chạy lại liền, chạy lại con chúc bà, con chúc ông, đặng cho ta lì xì, phải không? Thành ra như vậy mình chúc có nghĩa là lời chúc chân tình. Đó là giao thời. Giao thời có nghĩa là tôi và bạn giao nhau, cái tình của tôi và tình bạn giao nhau, cái cũ của tôi và cái cũ của bạn, cái mới đều phải giao nhau. Hiểu không quý Phật tử? Thì như vậy đó, cái lời chúc của mình nó mới đẹp, nó mới bắt gặp nhau trong cùng một tần số được. Và bây giờ quý Phật tử hiểu hai chữ lì xì không? Có không? Năm nay tao lì quá cho nên tao xì luôn, khỏi cho. Lợi nó chúc mình làm rúa rua, nó chúc hoài, cái tự nhiên cái ngồi mặt mày bí sĩ nó thôi tụi bay ơi, năm nay tao lì lắm cho nên tao xì dữ lắm, người khỏi cái lời khỏi chúc gì hết, thấy không? Chữ lì xì tức là chữ tắt của hai chữ lợi sự. Vậy là lợi sự có nghĩa là mọi việc đều lợi ích hết trong năm mới, cho nên mới gọi tắt hai chữ lợi sự là gì? Lì xì, để cho nó đẹp chút gì, bao lì xì cho nó đẹp, cho nó nghe, cho nó kêu một chút, cho nó lạ một chút, cho nó quyền não một chút thôi, chứ thật sự là chữ tắt của lợi sự. Thì mình là người con Phật, mình phải hiểu mấy cái đó để rồi mình mới biết được lì xì là cái gì. Lì xì không phải là xin tiền người ta năm mới, đâu phải đâu, phải không? Cho nên khi mà mình nhận cái bao đỏ, tức là mình đã được cái người lớn tặng cho mình một điều lợi ích trong muôn việc của năm mới. Cái người mà mình cho mình lì xì người ta, người lớn cũng vậy nữa, khi mình đưa cái bao đỏ cho mấy đứa nhỏ thì trong tâm của mình phải cầu nguyện cho nó là muôn sự đều hanh thông, muôn sự đều lợi lộc cả. Còn mình nhận của người ta thì mình phải thể hiện được năm mới, con hứa với bác, con hứa với ông nội, con hứa với bà ngoại, hứa với ba, hứa với mẹ là qua sang năm mọi việc của con đều sẽ được lợi và được hanh thông. Con sẽ học giỏi hơn, con sẽ làm tốt hơn, con sẽ thay đổi tánh tình con nhiều hơn. Đó là mình mới nhận bao lì xì gọi là lợi sự. Hiểu không? Chứ không phải nhận bỏ tiền rồi gom đi nhậu không thì chết rồi. Cái sai của mình sai rất là nhiều, cho nên rồi mình đánh mất đi cái đẹp của mình. Cho nên cái Tết của mình từ từ nó mất đi cái vẻ đẹp của nó. Giống như cái hạt giống của mình ngày xưa, nó hạt giống rất là tốt, rồi mình trồng, mình gieo lên cái mình để dành, rồi hết năm này, năm kia, năm này, năm kia, càng nhiều năm hạt giống của mình càng mất chất lượng. Mình đón Tết cái kiểu đó càng lâu cái Tết của mình không còn chất lượng nữa. Quý Phật tử thấy bây giờ ra ngoài đường đó, mình người con người đón Tết nó đâu có giống như hồi xưa nữa, thấy không? Đâu còn miếng chất lượng nào đâu nữa mà đón, thấy không? Cái Tết của mình nó không còn có cái chất lượng. Cái Tết bây giờ bằng hình thức bên ngoài thôi. Khi mà con người ta đón cái Tết bằng hình thức bên ngoài, có nghĩa là cái nhà nào mà mua bông chưng nhiều nhà đó ăn Tết, nhà nào có đốt pháo có kêu lân lễ múa là nhà đó ăn Tết, đường phố mà có đầy qua là hôm nay thành phố đó ăn Tết. Mình ăn Tết phải từ ở trong con người của mình, cho dù không có qua lòng ta vẫn nở qua Tết. Cái Tết đó mới được quý Phật tử, là lòng của mình hiểu cái Tết một cách chân chính, chứ không phải hiểu cái Tết theo một cách nôm na nữa. Hỏi năm nay có ăn Tết không? Không có đồng bạc nào lấy gì ăn Tết. Hiểu Tết như vậy là sai. Tết không phải là tiền. Quý Phật tử hiểu như vậy là sai rồi. Tết là niềm vui chứ không phải là tiền nữa. Cho nên người nào mà đánh giá Tết qua cái đồng tiền, tức là người đó đã giết chết Tết rồi. Phải không? Mình hủy hoại cái Tết của mình rồi. Cho nên đó quý Phật tử phải hiểu cái Tết bằng niềm vui của mình. Tết là gì? Niềm vui lớn lao nhất. Bởi vì sao? Tất cả quý Phật tử gặp nhau chiều hôm nay, để rồi tất cả chúng ta trao cho nhau tất cả những cái mà gọi là gì, bỏ hết những chuyện cũ đi, để anh em mình nở một nụ cười trong năm mới. Đó là Tết đó quý Phật tử, hiểu không? Chứ không phải mà đón Tết là tao có tiền, tao thích lớn mày không tiền, mày không thích nhỏ, vậy là sai rồi. Tết không phải là mặc đồ mới. Tết là gì? Là thay đổi tư duy mới, chứ phải mặc đồ mới, phải không? Người đời người ta muốn mặc bao nhiêu người ta mặc, nhưng người con Phật mặc áo lam là phải mặc cái áo tư duy mới. Cho nên mặc áo mới, Đức Phật dạy mình cái áo là gì? Y nhu hòa nhẫn nhục. Cho nên từ xưa tới bây giờ mình mặc áo lam mà mình chưa nhu hòa, mình mặc áo lam mà mình chưa nhẫn nhục, cho nên
cái áo của mình nó cũ quá rồi quý Phật tử, phải không? Năm nay mình chưa nhu hòa, năm nay mình chưa nhẫn nhục, cho nên cái áo của mình nó bị nhiễm bẩn, nó dơ quá. Cho nên năm mới thay áo mới, tức là thay đổi tư duy, thay đổi cái nhu hòa, thay đổi cái nhẫn nhục của mình. Đó mới gọi là mặc áo mới đó. Hiểu không? Chứ không phải là cái áo lam mình gách gách cũ cũ rồi kiếm tiền mua siêu lam rồi về mai khỏi ủi. Không phải như vậy đâu. Cho nên tất cả chúng ta phải hiểu cái Tết cho nó đúng đắn. Hiểu cái Tết theo cái suy nghĩ của người con Phật. Hiểu cái Tết theo cái một màu lam của mình mới được. Chứ toàn bộ đạo tràng của chúng ta nói riêng ở Xuân Hòa, cái chùa của mình nó mang cái tên Tết rồi, vậy mà chúng ta không hiểu cái Tết thì thất bại, phải không? Xuân là gì? Là Tết rồi đó. Hòa là gì? Nhu hòa nhẫn nhục. Đổ cái chùa Xuân Hòa thôi là mình đã mặc áo mới được rồi. Tại sao mình đi vô đi ra trong cái cổng chùa Xuân Hòa mà không ai mặc áo mới hết vậy? Mặc áo cũ hoài vậy quý Phật tử, phải không? Cho nên hứa với lòng mình, năm nay quyết định thay đổi chiếc áo mới, thay đổi tư duy mới, thay đổi thói quen cũ của mình. Thói quen cũ của mình là gì? Là lòng của mình nó đi vô trong chùa nó còn lười lắm, ngồi nghe pháp nó hơi mệt mỏi. Cái tư tưởng của mình bị tư tưởng nó áp đặt cho cơ thể của mình nhiều quá, ngồi lâu không được. Bởi vì tôi bị đau lưng, bác sĩ dặn rồi ngồi không quá nửa tiếng. Mình bị cái tư tưởng cũ đó nó áp đặt lên cái cơ thể của mình. Cho nên quý Phật tử chỉ cần ngồi tới nửa tiếng, ảo giác nó đánh lừa mình, cho nên rồi tự nhiên nó mỏi. Cho nên ở đây thay đổi cái tư duy cũ của mình, thay đổi thói quen cũ của mình đi, để mình mặc chiếc áo mới vào. Tức là chiếc áo mới bứt phá lên chính mình. Quý Phật tử dám bứt phá mình không? Để thay đổi cái áo mới một chút đi. Cho nên nó nhất thì nó nhất, cái chuyện của nó. Còn cái chuyện của mình là chuyện của mình. Mình ăn Tết mà, mình phải làm sao cho nó có một cái gì nó mới một chút quý Phật tử. Chứ còn mà mình cứ để cho cái thói quen cũ nó cứ ảnh hưởng đến mình hoài thì làm sao mình ăn Tết được đây, phải không? Đi vô trong đây con cũng muốn nhịn lắm thầy à, nhưng mà tại cái tật của con, tật của con nấu vậy thôi, chứ con chửi xong rồi là con hết giận à. Vậy nói mình chửi người ta hết rồi còn gì nữa đâu mà giận. Có nhiêu từ nhiêu ngữ trong bụng mình đó, mình phun ra ngoài hết, mình chửi người ta kêu bằng như tát nước rồi, cái mình nói chửi đã rồi con không có giận. Kỳ cục vậy. Mình chửi người ta thì người ta giận mình, chứ mình chửi đã rồi mình nói mình hết giận là sao? Cho nên đó là cái thói quen không đẹp. Cho nên phát nguyện qua sang năm, con xin thay vào trong tâm của con một chiếc áo mới tuyệt vời và đẹp. Thay đổi những cái tư tưởng suy nghĩ đó đi quý Phật tử, làm cho con người của mình mới lại đi. 74 lần tu rồi, phải không? Vậy mà mình chưa thay đổi được thói quen của mình là không được. Chưa mặc được chiếc áo mới của Như Lai, chưa mặc được chiếc áo mới của ngày xuân, ngày Tết là thất bại lắm đó quý Phật tử. Cho nên quý Phật tử thấy rằng năm mới tại sao người ta đón lân, tại sao người ta đốt pháo? Quý Phật tử phải hiểu điều đó. Con lân là tượng trưng cho cái gì? Có nhiều người thì nói con lân đó nó là một cái con vật ở trên trời á, nó trốn thượng thượng đế, nó trốn trên trời, nó xuống với trần gian, rồi nó quậy phá trần gian dữ lắm luôn đó. Rồi sau đó rồi cái bắt đầu dân chúng người ta sợ quá, người ta không hiểu như thế nào. Lúc bấy giờ người ta vô trong cái miễu của Dương Tiễn, người ta lại cái con chó tức là Hạo Thiên Quyển đó, là xin ngài giúp đỡ. Con này nó vô nhà hoài, xin người á, là con chó mà giữ canh cái nhà giùm tôi. Lúc bấy giờ Hạo Thiên Quyển nó hiện nguyên thân hình nó lên, nó mới giao cho nhà cửa ta một phong pháo. Tại vì Trung Quốc là người sản sinh ra pháo đầu tiên mà. Thì mỗi lần mà con lân nó bò vô nhà đốt pháo lên, nó chạy, nó sợ nó chạy, hiểu không? Thành ra cái câu chuyện của nó là như vậy. Nhưng mà con lân là gì? Câu chuyện đó mình không nói tới. Cái lịch sử, cái sự tích, cái nhân gian, cái truyền miệng mình không nói tới. Nhưng mà muốn nói cái chỗ mình hiểu đây nè. Con lân là tượng trưng cho sức mạnh. Cho nên năm mới khi mà đón con lân vào, pháo nó nổ lên. Là quý Phật tử ơi, pháo nó nổ có nghĩa là gì? Tất cả những cái gì mà nó nằm trong tâm của mình cho nó tan tác hết đi. Hiểu không quý Phật tử? Tôi giận chị, nhưng mà năm mới đây tôi sẽ cho nó nổ tan tác hết tất cả những ân oán của năm cũ, để rồi đón năm mới bằng sức mạnh của một con lân. Long lân quy phụng, tức là tứ linh đi vào trong nhà. Mình là người con của Phật, mình phải hiểu như vậy. Nhưng mà quý Phật tử chưa dám cho nó nổ tan tác tất cả những phiền não đâu quý Phật tử.
yêu thương, ghét, muốn, giận, hờn, tham gì đó, mình không bao giờ dám cho nó nổ tan tác, mà mình cứ lưu giữ trong tâm của mình. Bây giờ nó cũng còn một đống gì đó, chưa có ai dám cho nó nổ tan tác ra hết đâu, phải không? Còn giận hờn nhau hoài luôn đó. Thầy nói thiệt, nguyên một đạo tràng này quý Phật tử bằng mặt với nhau rất là nhiều, nhưng mà cũng có những người Phật tử, có một số Phật tử chưa bằng lòng với nhau, đến với nhau cười nói chuyện vậy chứ còn chưa có thân thiện, chưa có gì hết, còn giận nhau nhiều lắm. Mấy năm trước giận bả rồi, nhưng mà bây giờ nghĩ tình vậy thôi, nói chuyện với bả chơi chứ còn nói thiệt kêu bằng là thân như hồi xưa nữa thì không có rồi đó, thấy không? Cho nên tất cả chúng ta chưa dám cho nó nổ tung lên tất cả những phiền não của mình, mà mình cứ để dành một đống phiền não không biết để làm gì luôn nữa. Mà thầy báo cho quý Phật tử, trên chiếc xe Phật không có đem theo pháo, phải không? Mà mình đem theo một đống pháo lên xe Phật, Phật không cho nó. Trời ơi, tại sao dưới dân gian không cho nó nổ hết đi con? Cho nó nổ hết cho rồi đi, những viên pháo phiền não đó cho nó nổ hết đi, chúng ta đi lên trên đây hoàn toàn là tâm của mình trống không. Mình đi vào trong xuân hòa, tức là vô cửa không môn, hiểu không? Vào chùa người ta gọi là vào chốn không môn, mà mình vô trong đây mà mình cứ có không, ai cũng còn quấn pháo nhiều quá. Đạo tràng của mình người nào cũng quấn xung quanh mình mấy chục dây pháo mà không cho nó nổ, quấn chơi vậy thôi đó, để cho mọi người biết là tôi còn giận bà nè, dây pháo này tôi giận bà, dây pháo này tôi giận ông này, dây pháo này tôi giận chùa đó, quấn hoài luôn không cho nó nổ, thấy không? Tại sao chúng ta cứ quấn trong mình giữ sợi pháo phiền não như vậy hoài? Quý Phật tử, cho nó nổ đi một lần thôi, cho nó nổ tan tác hết đi, mặc dù nó hơi đau một chút quý Phật tử, nó hơi khó chịu một chút, bởi vì sao vậy? Xúc phạm đến bản ngã của mình một chút đi, nhưng mà rồi tất cả chúng ta cho nó tan tác cái bản ngã đi, để rồi tất cả đạo tràng của chúng ta trở về những cái đẹp của vô ngã, hiểu không? Thế mà viên pháo nó nổ một cái đùng xẹt lửa ra cái tan tác hết rồi, còn lại một cái gì đó vô ngã, nó không còn cái bản ngã nữa quý Phật tử. Cho nên mình đón lân đón pháo là như vậy nghe quý Phật tử, chứ không phải Tết rồi bắt đầu thấy con lân nó vô rồi mừng chạy tới chạy luôn này kia kia nọ đem tiền ra cho nó lì xì kêu nó vô múa lân, còn có người đó không cho lân vô nhà múa. Tất cả chúng ta phải hiểu như vậy, người con của Phật, con lân là tượng trưng cho sức mạnh của tinh tấn, chỉ có nó mới làm nổ tung tất cả những phiền não trong tâm của mình. Như vậy thì mình là người con Phật, mặc áo la mình hiểu cái Tết nó đẹp như vậy đó quý Phật tử à, phải không? Mùng 1 là Tết của cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Mùng 1 là dẫn nhau đi về nội, mùng 2 đi về ngoại, còn mùng 3 đi vô thầy, phải không? Làm như vậy nó mới đúng đủ nghĩa của nó. Mùng 1 dứt khoát là phải về nội rồi đó, dẫn nhau vợ chồng con cái về thăm ông nội, rồi mùng 2 về ngoại. Bởi vì sao? Số 1 là số dương, số 2 là số âm. Hễ dương là gì? Là trai, đằng trai. Âm là người phụ nữ. Cho nên 1 là nội, 2 là ngoại, chứ có gì đâu. Từ xưa tới bây giờ ông bà mình đã đặt để như vậy rồi. Mùng 1 là ngày dương đi về thăm ông nội bà nội, mùng 2 ngày âm thăm ông ngoại bà ngoại, chỉ có vậy thôi. Còn mùng 3 cũng là ngày dương, nhưng mà là ngày ra mắt, là ngày của thầy. Con số 3 là con số thầy nói rồi, dân gian tín ngưỡng và tôn trọng nó. Con số 3 là con số trụ, con số vững. Cho nên mùng 3 mà con người ta vững nhờ ai? Nhờ thầy, đúng không quý Phật tử? Thầy trao cho mình kiến thức, thầy giáo dạy cho mình đủ điều hết. Cho nên mùng 3 đi viếng thầy, đúng không? Cho nên mùng 3 đó, người xưa của mình đó là thầy, là thầy đồ, thầy dạy nho. Cho nên được cái ngày mùng 3 Tết gọi một mâm xôi nước màu đỏ, để nguyên một con gà luộc lên trên đó gì đó, rồi cái chai rượu, vịt muối tiêu này kia, rồi cái bắt đầu đội vô hiến thầy đó. Rồi bây giờ quý Phật tử ơi, thầy đồ không còn nữa, mà năm nào mùng 3 cũng quất con gà trước cửa nhà. Cái sai của mình không? Mình không hiểu gì cái ngày mùng 3 ấy. Ngày mùng 3 là cái ngày vững vàng mà đi chặt cái chân con gà mà máng lưng trên cái cửa nhà mình. Con gà nó đứng vững là nhờ đôi chân. Em chặt cái đôi chân đi, vững không? Tự mình hủy hoại lấy mình. Con gà giò là gì? Là sự trưởng thành. Mùng 3 là cúng con gà giò, nghe quý Phật tử, nhớ con gà giò, không phải là con gà mái, không phải là con gà trống già, mà là con gà giò,
là tượng trưng cho sự trưởng thành. Mới một cái đầm mới, sự trưởng thành của mình chặt đứt đôi chân của nó đi, thì con cháu của mình làm ăn sao đây, con cháu của mình học hành sao đây? Tự mình vô tình hủy hoại hết tất cả những cái mầm non mà mình đã trân trọng, mình cứ mong chờ nó. Cái sai của mình rất là nhiều, quý Phật tử à. Cái cúng con gà ở đây là hiến cho thầy cái sâu đất màu đỏ để con gà lên để tỏ cái lòng tôn trọng. Con gà là tượng trưng cho cái gì? Con gà trống là tượng trưng cho con gà nó gáy gối bề gọi bình minh. Còn nếp là tượng trưng cho gì? Là sự kết hợp, sự kết dính lại với nhau. Cúng cho ông thầy có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhờ thầy mà con của tôi, cháu của tôi nó kết dính lại với nhau. Nó nhờ cái tiếng gáy của con gà mà nó mở được đôi mắt, mở được trí tuệ bình minh của nó. Thì hồi xưa là như vậy, còn bây giờ không còn cái đó nữa. Mà bây giờ mình cứ đem con gà, mình cứ luộc rồi xong rồi cắt cái giò máng lên hoài, chết hết tất cả mọi sự trưởng thành. Cái sai của mình là như vậy. Từ xưa tới giờ không có dạy mình điều đó. Bây giờ quý Phật tử mùng 3 là cùng cúng trái cây và bánh. Người nào mà có rảnh nấu sôi bớt lên cúng, rồi trái cây, rồi bánh trái, bánh tét này kia cúng thôi. Đó là ra mắt. Cái lễ ra mắt của mình cũng phải làm sao kết dính và ngọt ngào. Ra mắt gì đâu mà tự nhiên đem con gà nằm hả cái họng nó lên vậy, xong rồi nó bẻ cái giò máng lên trên cửa vậy. Không hiểu luôn, quý Phật tử có nhiều nhà máng lên còn máng rung chung có mấy cọng xương gồng nữa chứ. Hỏi sao máng xương gồng nó để cho nó có gai quỷ nó vô không được. Thầy nói thiệt, quý Phật tử mình trồng một đống xương gồng trong nhà của mình, quỷ nó vô còn được, chỉ được có nó có mấy cọng trên đó. Cái sai của mình nhiều thứ quá. Cái xương rồng là từ xưa tới giờ người ta không có dán treo trong nhà. Bởi vì xương rồng là một cái loại lưỡng tính. Hiểu không quý Phật tử? Cái gái thanh long của mình ngày xưa cũng vậy, nó là họ xương rồng đó. Hồi xưa người ta không dám ăn bởi vì nó là loại lưỡng tính. Tức là cái bông đực bông cái ở một chỗ luôn, nó nở luôn à, nó không có thụ phấn. Cho nên người ta không có xài xương rồng. Mà bây giờ có máng cái xương rồng lên trên cái chỗ mình chung ra chung vào hoài luôn. Rồi cái máng cái mấy trái cao già nu vậy, rồi cái xương gồng, rồi cái bắt đầu cái giò gà, rồi thiên cái hình con cọp trên đó. Quý Phật tử ơi, con cọp, cái hình con cọp in vô miếng giấy đó, cái đó là gì? Là chiêu hung. Con cọp là chiêu hung, con chim ưng là chiêu hung, con đại bàng là chiêu hung. Nói chung tất cả những bức tranh mà vẽ tất cả những con hình quái thú đều là chiêu hung. Tức là gọi tất cả những cái hung về nhà mình. Vậy đó mà máng nguyên con cọp trên cái đầu chung ra chung vô cho con cọp nó dẫm lên trên đầu. Thấy không? Cho xương rồng gai góc nó dẫm lên trên đầu. Đó. Con người không có muốn cho nó được tươi tỉnh, con không có được cho nó nhuận mát mà nó già, nó khô như cái trái cao khô vậy mới chịu. Tại sao mình làm những cái tư tưởng nó sai như vậy mà cứ treo toàn ten hoài quý Phật tử? Cho nên cái đó là sai. Mình phải sai, mình phải làm sao sửa nó sáng suốt hơn một chút quý Phật tử. Trong cái cửa chung ra chung vào, nhất là cái cửa cái và cái cửa bếp của mình, cửa nhà sau của mình, không treo một cái gì trên đó cả. Hiểu không? Con người của mình đi ra đi vào, trí tuệ của mình ở trên đây, mà chung ra chung vào mình cứ đè nặng trí tuệ của mình xuống hoài. Nó xương rồng nó làm cho mình rối, con cọp làm cho mình bị nặng đầu, đó còn cao nó làm cho bộ não của mình nó khô queo, không có suy nghĩ gì được hết. Vậy đó mà treo toàn ten chung ra chung vô một cách tự nhiên. Bởi vậy Đức Phật nói đó là tất cả các con của người nằm trong nhà lửa gì đó mà không có biết là gì là lửa, gì là nhà, chạy tới chạy lui chơi vui vậy, vậy thỏa thích gì đó mà kêu ra không chịu ra là như vậy đó. Hiểu không? Chung ra chung vào ngay cái chỗ nặng nề như vậy đó mà khoái lắm. Đó, còn kêu người ta thỉnh kiếm cái chỗ nào để máng lên nữa. Đó, rồi trong cửa nhà tự nhiên quất nguyên một cái kiếm chiếu qua bên kia. Quý Phật tử ơi, tất cả những cái đó nó không có làm cái gì cho mình hết mà nó nặng nề thêm. Hiểu không? Cái người nào trong phòng ngủ của mình đó mà để cái tivi dưới chân mình nằm như thế này, là cái gương nó chiếu lên con người của mình, là quý Phật tử ơi, tự mình hủy hoại sức khỏe của mình. Để cái gương, cái tấm kính cũng vậy, để cái khuôn hình cũng vậy, dưới chân mình ngay cái đầu giường dưới chân người mình chiếu vô là kể như người đó bệnh hoài luôn, không có khỏe. Trong phòng ngủ mà vẽ những bức tranh trừu tượng gắn ở trong phòng ngủ, hoặc là vẽ những con hình con sư tử, con cọp, con chim ưng, con này con kia để cho phòng ngủ, là người đó kể như là mệt mỏi vô cùng. Cho nên trong phòng ngủ không có treo bất cứ những cái hình gì. Cái tivi cũng phải để xéo một bên, chứ không phải để ngay cái chân của mình còn nằm đó mà coi.
Quý Phật tử ơi, tự mình cứ giết mình hoài mà mình không hiểu điều đó, thấy không? Cho nên nhà cửa cho tự nhiên rồi cái nghe thầy nào nói lên nói với thầy nhà con sao mà nó xui rủi quá trời, không biết sao. Con mua cái kiến đi, con cắn ở trước cửa đó, cái bùa bắt khóa cái kiến đó rồi nó xẹt ra ngoài là không ai vô được hết. Mê tín luôn, quỷ nó không vô khi nào mình không có mở cửa. Quý Phật tử hiểu không? Con quỷ nó không vô nhà mình được, ác nó không vô nhà mình được khi nào mình không mở cửa. Cái tâm ác của mình mở cửa là mình rủ nó vô rồi. Cho nên đừng có đeo cái kiến gì hết đó, mà mình coi trong nhà mình, người nào có tâm ác nhiều, ác nó vô. Người nào tâm Phật nhiều, Phật vô. Như thế thôi. Gia quân tử hiền nhân xuất dập, môn anh hùng quý khách giảng lai. Quý Phật tử thấy không? Cái người cái nhà mà nhà quân tử thì hiền nhân nó đi, nó xuất nhập, nó vào ra. Môn anh hùng quý khách giảng lai. Cái cửa mà cửa của anh hùng thì khách quý nó tới luôn. Thành ra rồi mình tâm của mình tâm ma thì ma nó vô, tâm quỷ thì quỷ nó vô, tâm ác thì cái ác nó vô. Quý Phật tử à, cho nên mình là con của Phật rồi, hãy thể hiện cái tâm của mình. Nhà của tôi là nhà thiện thì đón khách thiện. Mình là dân nhậu mà trước cửa nhà mình bày một tiệc rượu thì hồi là bắt đầu mới nhậu nó lợi đầy nhà, đầy cái sân mình hết, phải không? Còn mình không nhậu, mình không bày, mấy ông nhậu lợi chi? Mới có sáng sớm mà trải chiếc chiếu cái để hai ba, để chừng hai xị với cốc ổi gì đó trang môi hơn, quên lợi liền đó quý Phật tử. Cho nên đó mình tâm ác tự nhiên ác nó đến với mình, đừng có treo bùa treo chú gì cả quý Phật tử này. Cho nên người con của Phật phải hiểu năm mới của mình làm sao cho tâm của mình phải mới để đón cái mới về. Bao nhiêu chuyện cũ mà mình dồn qua chuyện năm mới này hoài đó là không bao giờ mình hết cái mà cái xấu, hiểu không? Thầy nói bây giờ cái năm cũ của mình nó có những cái xấu đeo đẳng, mà cái xấu đó nó cùng nó đi theo với những cái hờn giận hơn thua phải quấy. Ví dụ như cái xui của mình đi, mình làm ăn nó thất bại, nó cộng với cái xấu là mình đang giận cái bà kia, hai người gây lộn với nhau, giận hờn nhau, thì cái giận hờn của mình với bà đó nó cộng với cái xui rủi của mình làm ăn nó thua lỗ. Chừng nào mà quý Phật tử dám bứt phá với mình là mình làm sao mình không còn giận bà này nữa, cái cũ của mình hoàn toàn hết, thì cái xui rủi năm cũ không bao giờ nó có cơ hội qua năm mới. Đằng này mình đem nó đi theo bằng cái hình ảnh là mình giận bà này, rồi cái xui rủi nó đi theo bà này nó qua năm mới. Rồi bây giờ qua năm mới mình còn giận bả bao nhiêu thì cái xui rủi của mình nó vẫn còn đeo đắng mình hoài luôn. Thành ra có nhiều người nói sao con xui hoài, con tận cùng luôn, năm rồi con chịu hết nổi mà năm nay cũng bị nữa, không biết rồi qua sang năm còn hay không. Còn hay không là do mình, không có cũng sao gì đâu quý Phật tử, hiểu không? Sao hạn là gì? Sao hạn chỉ là biển báo của cuộc đời. Ngày xưa thì người ta chưa có cái biển báo, cho nên người ta đặt các cái tên để cho mình nhớ. Thật sự ra nó La Hầu Ký Đô Thái Bạch này kia Thái Dương Thái Âm là biển báo của cuộc đời. Chúng ta là những con người, cái tâm của mình là một người tài xế, cái thân của mình là một chiếc xe, chúng ta đang lao nhanh vào trong cái quãng đường đời của mình, hiểu không? Cho nên trong quãng đường đời của mình nó có những cái ngõ quanh, có những cái ngã tư. Cho nên quý Phật tử, hai cái tuổi của mình, hai con số cộng lại thành 10, 9 với 1 là 10, 19 tuổi, 28 cộng lại là 10, 37 cộng lại là 10, đó là ngã tư của cuộc đời. Đèn xanh đèn đỏ nằm ngay đó, hiểu không? Cho nên La Hầu Ký Đô là đèn đỏ. La Hầu Ký Đô Thái Bạch là đèn đỏ, Thái Âm Mộc Đức La Hầu Ký Đô Thái Bạch là đèn đỏ, còn Mộc Đức Thái Dương là đèn xanh, còn Thái Âm tất cả những ngôi sao còn lại là đèn vàng. Mà ngày xưa, người xưa chưa có cho nhau biết cái đèn giao thông như vậy, cho nên người ta đặt cái tên cho mình nhớ. Thành ra năm nay mình bị sao La Hầu là đèn đỏ, ngay ngã tư rồi là đèn đỏ. Mà người nào mà vượt đèn đỏ thì như thế nào quý Phật tử? Sẽ gặp tai nạn liền. Cho nên khi mà chúng ta làm ăn, thí dụ như quý Phật tử 37 tuổi hoặc 46 tuổi mình đang làm ăn, hồi năm 36 tuổi làm quá trời ngon rồi, nhưng mà 37 tuổi đèn đỏ, mà mình không hiểu, mà mình không biết dừng lại, qua năm mới 37 tuổi mà mình khuếch trương cho nó lớn, gãy đổ liền quý Phật tử, hiểu không? Cho nên nó 37 tuổi hai vợ chồng
cự cãi với nhau, người ta nói đèn đỏ con à, tức là chồng dừng lại cái đèn đỏ, vợ dừng lại cái đèn đỏ, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Vượt đèn đỏ hai người bắt đầu ngồi, chồng đập cái tivi, vợ nói mày đập tao đập nè, đập cái đầu đĩa. Hai vợ chồng thay phiên nhau đập, đập xong vượt đèn đỏ cuối cùng rồi cái bắt đầu ngồi khóc, sắm lễ nó cực lắm. Thấy không? Cho nên tình cảm sẽ bị tổn thương, thân thể sẽ bị tổn thương, công ăn việc làm sẽ bị tổn thương, tại vì vượt đèn đỏ. Chứ thật sự là hầu kế đô thái bạch không có phải là xấu, không phải là một ác thần nào mà nó chiếu đến cái mạng của mình làm cho mạng mình xấu đâu. Cho nên mình phải hiểu Tết năm mới tất cả chúng ta đều có những cái tư tưởng nó mới một chút, nó văn minh một chút, quý Phật tử hiểu không? Cho nên La Hầu Kế Đô Thái Bạch là đèn đỏ trong ngã tư của cuộc đời mình. Mà ngã tư của cuộc đời mình là gì? Thí dụ như rằng là hai con số cộng lại thành 10, nam nữ gì đó cộng lại thành 10 đều bị đèn đỏ hết, hiểu không? Còn nữ mà con hai cái tuổi mình cộng lại thành con số 8 mà nam cộng lại thành con số 4 đó là đèn đỏ luôn. Ví dụ nam 22 tuổi đèn đỏ thái bạch, nữ 26 tuổi đèn đỏ thái bạch. Ví dụ vậy, số 2 với số 6 cộng lại là 8. Hiểu không? Hai con số cộng lại nam mà bằng 4 là đèn đỏ, nữ bằng 8 là đèn đỏ. Mấy cái đó không nên vượt đèn đỏ nghe quý Phật tử. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử tất cả chúng ta phải hiểu tất cả những cái tập tục nó không ngoài Phật giáo đâu quý Phật tử, không ngoài tâm linh của mình đâu. Nhưng mà tất cả chúng ta hiểu sai đi rồi chúng ta biến tấu nó lần lần cái nó mất đi cái vẻ nguyên thủy của nó đi, phải không? Thành ra rồi mất cái vẻ nguyên thủy rồi bắt đầu cúng kiến tùm lum hết, đốt giấy tiền vàng mã gì thôi, quá trời khói bụi luôn. Mà mình đâu có hiểu tất cả những cái chuyện này từ xưa ở bên Trung Quốc thôi. Nó vua Tề nằm mộng chết rồi, rồi tự nhiên linh hồn, cái này là ổng kể lại thôi, ổng chết, linh hồn ổng đi xuống dưới trần với Diêm Vương đó. Rồi ổng Diêm Vương ổng mới cho đi xuống lang thang ở dưới cõi âm, rồi thấy rằng là cõi âm cũng có nhiều người, người ta cũng cần tiền, cần áo, cần cơm gì đó. Ổng đi ổng thấy bao nhiêu người chết ở dưới, xin ổng áo nè, xin ổng tiền nè, xin ổng cơm nè, đủ thứ hết. Đó là khi ổng sống lại, ổng mới nói với bá quan chăn giỏ là chậm chết rồi, chậm đi xuống dưới, chậm thấy vong hồn cũng sống như mình, cũng xin tiền, xin cơm, xin áo vậy đó. Rồi bắt đầu mới là người chết bắt đầu đốt áo quần của người chết đem theo, tiền bạc đốt đem theo, đốt riết rồi cái bắt đầu mấy ông quan sợ quá, tiền thiệt mà đem đốt, giải sồ lụa là thiệt mà đem đốt hết vậy rồi biết bao giờ cái kho của triều đình nó tiêu tan hết. Đó rồi có một vị quan mới chế ra là tiền giải bằng giấy, áo quần bằng giấy để mà đốt, thấy không? Thành ra rồi tới bây giờ mình bắt chước mình đốt vậy thôi. Mà thật sự người con của Phật của mình đó, thầy nói cho quý Phật tử nghe, không có cần áo cần quần gì cả. Bởi vì tất cả chúng ta cầu nguyện cho mình giảng sanh về cõi của Phật, mình đem nhà cửa đem quần áo xuống dưới ai ở ai lấy đây? Hay là mình cứ đem xuống để cho ông bà của mình mãi mãi dưới địa ngục để mà ôm cái nhà, ôm cái đống quần áo, ôm cái đống tiền này hoài không được giảng sanh, phải không? Cho nên chưa chắc gì là ông vua Tề đó ông nằm mộng mà ông thấy thiệt nữa. Chưa chắc. Mình là người con Phật, mình phải vận dụng trí tuệ của mình để mình hiểu. Mình cầu nguyện cho ông bà cửu quyền thất tổ mình đi lên trên, thì lên trên đó rồi tiền công đức biết bao nhiêu đó, công đức niệm Phật đó mà sai. Thì nói ví dụ như quý Phật tử ơi, thí dụ mình cầm vàng thôi, quý Phật tử qua Mỹ xài được, qua Pháp, qua Anh đều xài được hết, chỉ cần vàng thôi, hiểu không? Có vàng là mình đổi ra xài được rồi. Thì cũng như vậy, mình cầm Nam Mô A Di Đà Phật lên trời xài được, về Tây Phương xài được, xuống địa ngục xài được. Tại vì sao vậy? Nam Mô A Di Đà Phật là tiền công đức xài được hết, xuống địa ngục đổi xài. Đang bị hành hạ vậy đó mà Nam Mô A Di Đà Phật, tất cả những cái mà khí cũ hành hạ tội nhân để dừng lại hết. Quý Phật tử thấy không? Mình đổi mình xài, đâu có cần mình phải đốt xuống dưới đâu đó. Cho nên rồi đó, ở trong cái tiền giảng sanh đó quý Phật tử, tại vì đó con cháu mình sau này đó cứ làm biến niệm Phật quá, không có gửi cho ông bà mình câu A Di Đà nào hết. Có nhiều bà cụ đó quý Phật tử ơi, đứng ở trên cõi vô hình gần 60 năm vậy đó, có một vị hòa thượng sau khi ngồi thiền xong
xuất thần ra sao mà thấy chốn vô hình có một bà cụ, bà đứng hoài vậy, lần nào tu thiền xuất ra cũng gặp bà đứng ở đó. Hòa thượng nó tu mấy chục năm rồi ra cũng thấy bà đứng ngay cái chỗ đó hoài. Cái vị hòa thượng này mới hỏi sao bà cụ không đi tái sinh, đi đầu thai đi mà sao cứ đứng ở chỗ này hoài. Bà cụ bà nói dạ con đứng đây con chờ con gái của con đó quy y Tam Bảo. Quý Phật tử thấy không, hồi lúc bà mất là năm đó bà mới có 20 tuổi. Mà bà chết rồi bà buồn lắm, cho con gái của bà còn nhỏ quá. Nó mới 1-2 tuổi thôi, bà không biết làm sao để cho nó quy y Tam Bảo. Cho nên bà đứng bà chờ 60 năm rồi, là năm nay là bà chết đúng ra bà 80 tuổi rồi. Con gái của bà nó cũng gần 60 tuổi rồi. Bà không biết quy y Tam Bảo, cho nên bà cụ mới đứng đó bà chờ chứ nào nó quy y Tam Bảo. Hòa thượng mới nói chờ nó quy y để làm gì bà cụ? Bà nói chỉ có quy y Tam Bảo thì nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì con mới nhận được công đức. Chứ còn bây giờ nó không quy y Tam Bảo, nó cúng tầm bậy tầm bạ, con khổ lắm. Thế không quý Phật tử? Cho nên mình là người con Phật, mình hiểu để mà mình làm cho nó đúng, để mà cho cửu quyền thất tổ của mình đặng siêu thanh mới được chứ. Nó còn có nhiều người đó Tết nhất mà cứ nói nghe lời người ta nói cửu quyền quở. Ông bà nào mà quở con cháu mà cứ cửu quyền quở. Về mận con gà cúng đi hết bệnh ha, cúng con gà xong hỏng hết, vô coi nữa chắc cửu quyền không có quở, cái này tổ cô quở. Về cúng nữa đi, rồi bắt đầu cúng thêm con gà nữa, con gà cũng hỏng hết bệnh nữa, lợi cái coi lần nữa cái bắt đầu không phải tổ cô này, lãnh cô quở. Quý Phật tử ơi, ba cái từ ngữ đó là những cái từ người ta tự chế ra. Người ta giải quyết một cái vấn đề mà người ta không biết gì để giải quyết. Quý Phật tử hiểu không? Lại hỏi sao con bệnh? Không biết. Cái đổ thừa cửu quyền thất tổ quở, kêu cúng gà đi cũng hỏng hết luôn. Cái bắt đầu đổ thừa tổ cô mà không biết tổ cô tên gì ở đâu. Rồi giờ tổ cô cũng không hết được, lãnh cô không biết bà lãnh cô này nằm ở đâu nữa. Cho nên quý Phật tử ơi, tất cả những cái người coi bói như vậy đó, tức là nói bừa, nói đại để giải quyết một chuyện người ta hỏi mình mà mình bí và mình không biết cách để giải quyết. Bệnh là gì? Là sự thử thách của Phật hết. Chẳng có cái tổ cô cửu quyền nào mà quở mình hết. Làm người mà không có tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Cho nên bệnh là gì? Là Như Lai đang thử thách con. Chỉ có thế thôi, hiểu không quý Phật tử? Đằng này bệnh cái bắt đầu chạy vô trong bệnh viện rồi. Vô bệnh viện xong rồi cái bắt đầu đi kiếm thầy kiếm bà tùm lum hết, rồi sên bùa về đeo đốt bùa uống tùm lum hết quý Phật tử. Mất đi cái trí tuệ, áo lam bị nhiễm bẩn không, bị nhiễm bẩn nhiều lắm. Cho nên tất cả chúng ta sống ở trong đây mà mình chưa bao giờ để cho chiếc áo lam của mình mà nó tinh khiết cả. Người nào mà còn mê tín, áo lam mình còn bị nhiễm bẩn, còn mê tín là còn nhiễm bẩn theo quý Phật tử. Chân trái cây cũng vậy đó, chân chuối là chuối nhũi đó. Có ai mà suy nghĩ mà chân chuối là chuối nhũi đâu. Quý Phật tử không hiểu chữ cờ ở ngoài trước này. Cái chữ cờ đó là gì? Chữ cờ là mở. Ở trong đây là ngoài này đóng, đây là mở. Ở trên và ở điểm dưới này là mực thước, có nghĩa là muốn cho nó bự ra hay là muốn cho nó bằng lại. Đây là mực thước của cuộc đời, là mở của cuộc đời. Chữ cờ là mở của cuộc đời, là mực thước của cuộc đời. Còn chữ hắc là cây thang, là cây thang ở trong cái sự nghiệp của mình. Còn chữ u là gì? Đức độ chứa đựng của một con người. Còn chữ u là gì? Chữ o là gì? Là tròn đầy mà có sự che chở. Còn dấu sắc là gì? Sự thăng hoa. Còn chữ y và dấu chấm là gì? Đỉnh đến của kiếp người. Cái chữ chuối ông bà mình đặt như vậy nó đẹp vô cùng vậy đó, mà chân chuối nó chuối nhủi. Tại sao khi mình chân trái chuối mình không hiểu đây là mực thước của một con người, đây là sự mở của một con người, mở cánh cửa, có cái nấc thang danh vọng, có cái đức độ để chứa đựng, có một cái chữ ô là gì? Tròn đầy và sự che chở, và có dấu sắc là sự thăng hoa, có dấu chấm bi là đỉnh đến của một kiếp người. Vậy mà mình không hiểu, không sợ cái chuối. Ai đem chuối vô là chết luôn, cái chuối là năm nguyên một năm mà chuối nhủi mày xuống thất bại không. Nhưng mà chuối là tượng trưng cho bàn tay của Phật. Mình chưng bên đây một nải chuối, chưng bên đây một nải chuối là bàn tay của Phật, hiểu không? Xung quanh là mình để cam, là tượng trưng cho cam lồ. Chính giữa là tượng trưng một trái thơm, là tượng trưng cho ngàn mắt.
có nghĩa là ngàn tay ngàn mắt của Quan Âm cầm cam lồ để mà làm cho cái gia đình của mình được ngọt ngào trong năm. Mắc cái gì đâu, không có một mẹ thiên nhiên nào mà tạo ra một trái cây ác cảm với con người hết đó quý Phật tử, hiểu không? Cái trái nào nó cũng mang đến cho con người tất cả những niềm vui trong cuộc sống cả. Chỉ có con người thôi, cái con người của mình, cái ảo giác nó đánh lừa mình. Để rồi ảo giác là gì? Là định nghĩa một điều không định nghĩa, dám định nghĩa một điều không định nghĩa được. Vậy đó mà tới Tết định nghĩa chất khớm là gì? Chàng ơi, mày thờ là mày chân chất khớm rồi ha, hàng xóm bao nhiêu con mắt nó dòm mày đó, nó vô nhà nó dòm nhà dòm cửa mày chết luôn đó. Thấy thất bại không? Một cái suy nghĩ nó sai lầm. Trong khi trái thơm nhiều con mắt là gì? Là tượng trưng cho cái con mắt của chúng ta, chỗ nào mình cũng nhìn được hết, chỗ nào mình cũng hiểu được hết, mình không bị bế tắc trong cuộc sống, không bị bối rối trong tâm hồn của mình. Vậy đó mà không hiểu, đâu có cái trái cây nào mang đến cho chúng ta những điều xấu và ác cảm đâu. Vậy mà con người của mình dám định nghĩa sự ác cảm không? Thấy không? Định nghĩa ác cảm đối với tất cả những cái điều mà con người, mẹ thiên nhiên ban tặng cho mình. Tặng cho mình nhiều thứ lắm đó, đem vô cúng dông cũng vậy nữa, cúng bàn thờ ông bà, cúng bún cái không cho. Trời ơi, mày đừng cúng sợi này kia, mấy cọng dây đồ này nữa, đừng có cúng hủ qua, dây nhợ không có nên. Đừng có cúng đậu, dây nhợ. Rồi cái ông bà mình linh hồn đi nó bị dướng chân, nói tầm bậy tầm bạ vậy. Linh hồn mà nào mà đi mà dướng chân vô mấy sợi dây đó, bầu bí này kia, dưa leo, hủ qua đồ, nói dây nhợ, dướng chân, cúng cái gì bằng dây là không được. Cúng bún cũng không xong nữa thì nó cộng thì không được à, cúng bún không cho mà mì xào cho, cộng mì nó cũng dày nhau, nhăn vậy. Quý Phật tử thấy không? Không cho cúng đậu que đậu này về dây nhợ mà, nhưng mà hủ qua hầm cho cúng nó cũng là dây nhợ vậy. Quý Phật tử thấy ông bà của mình xưa bài nay làm rồi mình làm nó trật đi, nó mất đi sự chánh tính của một con người. Cúng cái gì cũng được cả, cái lòng của mình đẹp là mình cúng cái gì cũng đẹp cả. Lễ vật là gì? Lễ vật là một sự tượng trưng cho tâm của mình. Hai anh em, anh chiếm hết nhà cửa của cha mẹ đủ thằng em đi, cho nên anh vợ chồng anh giàu lắm, vợ chồng em bị đuổi đuổi đi nghèo, cho nên rồi ngày giỗ của cha giật heo giật gà mời hàng xóm này kia để thể hiện mình một chút đó. Còn hai vợ chồng thằng em cầm có một cặp bánh tét thôi đi về, nhưng mà không dám vô nhà, thấy nhà của mình toàn là dân quý phái, nó đến nó ngồi nó ăn nó nhậu, cầm một cặp bánh tét không dám vô cúng. Một hồi rồi cái xin phép bà chị dâu, bà bắt đầu bà đứng bà nói trước đám đông, nó thôi bây giờ đó quý khách tôi mời đây, giờ em chồng tôi nó đem cặp bánh tét này cho phép nó cúng không. Thì thực khách người ta nói thôi bây giờ nó có cái lòng thì chỉ cho nó để lên bàn thờ nó cúng đi. Anh mới đem cặp bánh tét anh vô, anh quỳ anh lại anh cúng, là một điều lạ vô cùng, là toàn bộ thực khách đang ngồi ngoài sân vậy đó, tự nhiên thấy hai ông bà ngồi trên mây nha quý Phật tử, hai ông bà già ngồi xẻ bánh tét ăn đó, gà heo vịt gì của thằng con trai lớn không không ăn một miếng luôn, mà xẻ cặp bánh tét ra ngồi nè. Cái câu chuyện như vậy thì quý Phật tử thấy rằng là cái lễ vật chỉ là tượng trưng, mà cái quan trọng là tấm lòng của mình, hiểu không? Chứ không phải dọn lên cho đầy bàn như vậy, không phải đâu quý Phật tử à. Dọn nhiều chừng nào mà lòng của mình ác quá đi, ông bà đâu có dám về ăn đâu. Thầy nói thiệt luôn đó, cái cách cúng của mình đó, ông bà có về chứng minh hay không là do mình đó. Hai vợ chồng mới vừa gây lộn lên đốt nhang, không ông nào dám về ăn đâu. Mới mùng một Tết mà nó chửi lộn với nhau sùm vậy, rồi bắt đầu lên nó cúng ai ăn cho nổi. Bây giờ quý Phật tử còn sống đây nè, bây giờ vợ chồng nó chửi hoài đi, còn mình ăn cơm nổi hơn, ăn nổi hơn, không nổi. Thành ra chết rồi mà nó cũng chửi lộn nhau vậy hoài, cúng sao ăn đấy. Cho nên thầy nói với quý Phật tử nghe, cái lòng của mình mới là điều quan trọng, cái cách của mình sống mới là quan trọng, cái Tết trong tâm của mình đó quý Phật tử. Cho nên chưng ở trên trái cây cũng vậy, chưng trên bàn thờ cũng vậy, chưng ngũ quả, đừng có chưng nhiều quá. Chưng trái cây phải trái cây chín đàng hoàng, đừng có bắt chước người ta chưng ba cái trái cây sống để cho nó lâu, để cho nó tới Tết luôn. Không phải, ngày 30 Tết đó là ngày mà tất cả chúng ta đúng nghĩa là dựng niêu. Dựng niêu là gì quý Phật tử?
cầm mấy cây chổi lên trước cửa nhà mình. Nhưng Phật tử phải hiểu cái dựng nêu, mặc dù nó là dân gian, ở trong Phật giáo của mình thì cũng không có, nhưng mà Phật giáo của mình dựng nêu lâu rồi, chùa nào cũng có cột phướng hết, quý Phật tử thấy không? Nếu mà chùa xưa, chùa nào cũng có cái cột phướng lớn hết trơn, phải không? Treo cái lá phướng. Thì lá phướng là gì? Quý Phật tử ơi, giống như bây giờ đó, giống như mình trước cửa nhà, giống như trong mấy cái đền, cái đình, cái miễu rồi đó, đều có một vị thần đứng án ngữ hết, có một vị thần hết để bảo vệ cho cái miễu, cái đền đó. Còn trong một ngôi chùa, cái trụ phướng đó bảo vệ cho một cái ngôi chùa. Cho nên nhân gian của chúng ta dựng nêu có nghĩa là gì? Để chấn lại. Mà nhất là phải là cây tre mới được, hiểu không? Cây tre có nghĩa là tượng trưng cho quân tử. Cây tre là tượng trưng cho quân tử dựng lên như thế. Đó, quý Phật tử ơi, ngồi treo trên đó một cái ghế nồi nữa, cái ghế nồi bằng tre. Ghế nồi là gì? Là cái chỗ để đựng nồi cơm, hiểu không? Tức là làm cho mình năm mới này mình chấn lại tất cả những cái điều xấu, phá đi tất cả những cái lộc của mình, phá đi tất cả những cái phúc của mình, treo lên trên đó 30 Tết chấn. Cái đó tục lệ của ông bà mình thôi, hãy mà để năm mới vừa qua năm cũ đón là phải như vậy thôi. Sợ năm mới rồi có nhiều cái xấu nó đến nhà mình, cho nên mình phải dựng cái cây để mà chặn lại tất cả những cái xấu. Mà theo cái lời kể đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là lồ quỷ nó tấn công con người ta dữ lắm luôn, nó lấn đất đai con người ta, bắt con người ta trồng rồi bắt đầu chia hai đó. Hễ mà mình trồng nó đòi lấy người, nó đòi lấy thân, ba hồi nó đòi lấy củ, lấy rễ. Nhưng mà con người của mình khôn lắm, nó đòi lấy rễ đó thì mình trồng cây khoai lang, khoai mì á. Ông nó đòi lấy cái thân mình mới trồng cây khoai lang. Tới mùa thu hoạch nó cắt dây lan vô nó ăn, còn mình ăn cái rễ đó. Rồi nó bắt đầu cái tới chừng rồi cái nó thấy vậy rồi, bây giờ nó đòi ăn cái rễ. Mình trồng cái bắp, bắp xong rồi nó mình hái cắt cái bắp vô mình ăn, nó ăn cái rễ không đó. Thành ra nó cứ thua mình hoài, mà nó lớn con người đi vô tới còn có chút xíu vậy. Ở lúc bây giờ Đức Phật xuất hiện, con người khổ quá rồi, cho nên Đức Phật mới xuất hiện, mới lấy một cái gốc y cà sa của Phật cho con người và nói rằng là xin lợi mua nó đi, bao nhiêu vàng cũng được, chỉ cần một gốc cà sa này treo lên cái cây đó, cái bóng tới đâu rồi, đất của tôi tới đó. Thì con quỷ nó nói trời ơi, con miếng áo đó mà treo lên đây nhiêu đất dữ vậy, bán, đồng ý ký tên. Nhưng mà một điều lạ lùng là khi cái y của Phật mà treo lên trên cái cây điêu á, là cái bóng của cái y mênh mông luôn mà đẩy. Thế mà cái bóng nó đen tới đâu á thì con người ta lấn tới đó, quỷ nó đẩy ra tới ngoài biển luôn, nằm ở ngoài biển luôn đó. Cho nên rồi đó là quỷ nó mới xin với Phật, nó biết phép của Phật rồi, nó mới nói là xin Phật cho con mỗi một năm vậy đó, cho con về thăm đất của con, ông bà của con nằm ở trong đất liền này nè, 7 ngày thôi rồi con trở về, hiểu không? Cho nên con người ta mới dựng cái cây này lên đó, dựng cái cây này lên để nhắc nó, mày mà vô mày xâm phạm nữa thì như cũ đó con, hiểu không? Đó, thứ hai nữa cho phép 7 ngày theo lời Phật dạy đó, theo lời Phật dạy để đón nó về thôi. Nhưng mà mới bắt đầu nó trở về bằng mùng 3. Ngay bữa mùng 3 là lồ quỷ nó về, hiểu không quý Phật tử? Rồi mùng 7 nó đi thôi đó. Cho nên đó mình cứ mùng 3 nó về, nó là quỷ mà đem gà mà cúng ở trước sân hoài, kể như rồi là mình gù quến quỷ nó về hoài, nó kiếm gà nó ăn thôi. Tại vì gà để cúng cho thầy chứ không phải để cúng trước cửa nhà mình đâu. Mà mỗi lần nó đi ngang qua cái nó lụm con gà nó ăn, ăn xong chừa lại 2 cái giò, chạy ra thấy mất con gà còn 2 cái giò, tiếc quá không dám ăn, treo cửa. Nó sai nhiều hướng lắm phải không quý Phật tử? Cho nên từ đây về sau đừng có làm những điều đó nữa quý Phật tử. Mặc dù không có con quỷ nào về ăn hết, nhưng mà năm mới đừng để cho máu và thịt của chúng sinh nó rơi trước cửa nhà mình. Là con của Phật mà, nhớ cái điều đó. Mình phải làm sao cho chúng sinh có niềm vui, có nụ cười. Hễ mà một năm một ba mỗi một nhà mà mất đi cái chuyện mà cúng con gà đó, thì con gà này nở một nụ cười, chúng ta đã có một niềm vui. Và toàn bộ đạo tràng của chúng ta không mừng gà cúng nữa, thì toàn bộ chúng ta mang đến cho cuộc đời này biết bao nhiêu là niềm vui, biết bao nhiêu là chúng sinh có nụ cười, phải không?
Cho nên bớt những điều đó, làm bớt tất cả những điều xấu đó quý Phật tử. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta xung hòa, đẹp vô cùng luôn, phải không? Cho nên Phật tử mà vô trong đây mà hễ mà xu là chúng ta đã giết chết mùa xuân của đạo tràng xung hòa. Vô không có giận, dứt khoát mình sống là phải có chữ xuân trong đó. Mà mùa xuân là hoa nở, mùa xuân là hoa nở. Cho nên có quyền giận nhau, nhưng mà đừng bao giờ để cho, đừng cho nó rủ xuống. Cho nên quý Phật tử nhớ, bước vào xuân hòa rồi, mình mặt mày phải như xuân, nụ cười phải như xuân, lời nói phải như xuân, tình cảm đối đãi với nhau phải là mùa xuân đó. Mà muốn được mùa xuân vĩnh cửu thì phải có chữ hòa, hiểu không? Quý Phật tử ơi, mùa xuân của chúng ta, mùa xuân ở trong đạo, mùa xuân của đạo tràng, mùa xuân của khóa tu là gì? Lục hòa. Chúng ta có 6 cái hòa, hiểu không? Cái 6 cái hòa là gì? Là lợi hòa đồng quân. Cái lợi hòa đồng quân là cái lợi mình chia đều cho nhau. Cái lợi ở đây không phải cái bánh hay là cái trái cây, mà cái lợi ở đây là gì? Là tất cả những cái mà mình một cái chỗ ngồi thôi, mình cũng có thể chia đều cho nhau, hiểu không? Người nào mà còn nói tôi thích ngồi chỗ này, tôi thích ngồi chỗ kia, tức là chúng ta đã mất đi cái lợi hòa đồng quân. Khẩu hòa vô tránh, miệng mình không cãi, đó là cái lợi thứ hai. Dứt khoát không cãi, đúng sai cũng không cãi. Bà đó bà lại bà chửi mình, bà mắng mỏ mình, bà làm này kia kia nọ mình dữ dằn lắm. Bạch Đức Thế Tôn, con đến đạo tràng xuân hòa là con gieo giống bồ đề, cho nên hôm nay bà ấy chửi con, con cảm ơn bãi, bãi đã dùng phân cho cây bồ đề của con. Và tự nhiên ta nói, trời con nhỏ này nó tu, nó tinh tấn lắm nè, nó con nhỏ này có căn tu nè. Bạch Đức Thế Tôn, con gieo giống bồ đề trong mảnh đất xuân hòa này, hôm nay cô ấy khen con, tặng con, tức là cô ấy đang tưới nước cho cây bồ đề của con, hiểu không? Cho nên người ta chửi mình là dung phân, người ta khen mình là tưới nước, chỉ có như thế thôi thì khẩu hòa mới vô tránh được. Thấy không? Đó là mùa xuân của mình rồi quý Phật tử. Mình kéo mùa xuân mình cả 365 ngày, chứ không phải mùa xuân trong 3 ngày Tết không đâu, phải không? Rồi khẩu hòa vô tránh rồi, ý hòa đồng duyệt. Cái ý của mình đừng có chọi với ý người ta. Mỗi một người nó có một ý, mà mình làm sao cho ý của mình thông ý người ta, chứ không phải chống vào ý người ta được, hiểu không? Cho nên ý hòa đồng duyệt, chữ duyệt là gì? Là vui. Cái ý phải vui vẻ với nhau, đừng có nói ý của bà khác, ý tôi khác, rồi cự cãi với nhau sùm, mất đi xuân hòa liền, hiểu không? Kiến hòa đồng giải, tất cả những kiến thức của mình san sẻ cho nhau. Tôi biết nhiêu, tôi nói nhiêu, chị biết không? Chị chạy cho tôi biết. Tất cả những kiến thức chúng ta san sẻ cùng nhau, đó là kiến hòa đồng giải, phải không? Giới hòa đồng tu, hồi nãy về đọc 12 giới rồi, 12 nguyện của A Di Đà phải đồng tu. Tất cả chúng ta tu giống hệt nhau như vậy, hiểu không? Nhớ cái điều đó. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giới nhưng chung một chùa, hiểu không? Mình khác giới với nhau, đồng nam nữ này kia mình khác nhau nhưng chung một chùa, cố gắng mà tu, hiểu không quý Phật tử? Đó là giới hòa đó, cái giới hòa của mình đồng tu, lợi hòa đồng quân, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng diệt, tiếng hòa đồng giải, rồi gì nữa? Rồi giới hòa đồng tu, và cái điều cuối cùng là thân hòa đồng trụ, phải không? Ở đây quý Phật tử chưa có thân hòa đồng trụ. Thân hòa đồng trụ không phải là sống chung với nhau không có cãi lộn. Thân hòa đồng trụ là gì? Người nào mà đi mà còn dắt vô cái ngạch cửa, đi mà còn đá vô cái ghế cái bàn, thân chưa hòa, hiểu không quý Phật tử? Đi mà còn dắp cái ống quần, đi mà còn làm bể cái chén, bể cái ly, quơ cái tay, bể cái đèn, thân hòa chưa trụ, hiểu không? Cho nên tất cả chúng ta muốn có một mùa xuân thì mỗi một cái hành vi, mỗi một cử chỉ của mình đều phải có niềm vui, đều phải có sự tỉnh thức cả. Đó mới gọi là thân hòa đồng trụ, phải không? Đứng dậy một cái bê vậy là chưa có thân hòa đồng trụ rồi. Hỏi sao mà bê vậy, già quá thầy ơi, chống mặt hạ canxi, đứng dậy chống mặt, phải không? Tại sao hạ canxi, tại sao chống mặt? Bởi vì cuộc sống của mình trong lúc mà mình đi đứng nằm ngồi mình chưa hòa, chính cái chỗ mình chưa hòa, cho nên khi mình ngồi lâu quá mình đứng dậy vì mình chưa hòa, cho nên nó mới trở nên một cơn sốc làm cho mình bị choáng. Bây giờ quý Phật tử ơi, tại sao mà già mà ngồi xuống đứng lên choáng hoài? Tại vì mình sốc,
mình không có hòa được. Mình nghe người ta nói một câu lòng mình chưa hòa, phải không? Ví dụ nói trời ơi, thấy lúc này bà xấu dữ rồi nghe bà, mặt mày của bà thất thần, mặt bà tái mét rồi, sao mà bà tu sao mà tệ dữ vậy, hồi đó sao đâu có vậy mà bây giờ sao nó xấu dữ vậy bà. Rồi thấy không, mất bình tĩnh liền, tuột canxi không, tuột liền tại chỗ. Mình cứ để cho tuột canxi hoài cái kiểu đó thì mình sẽ tuột canxi thôi quý Phật tử. Tuột canxi là gì? Là những cái chất để cho chúng ta quân bình trong cơ thể. Canxi là cái chất để thần kinh nó quân bình, để máu mình được quân bình, để vận động cơ thể, cơ năng mình được quân bình. Mà cái đó nó tuột, mất quân bình. Mà mua tại sao nó tuột vậy? Thần kinh nó không có quân bình. Tất cả những cái mà mình sống, ý thức phân biệt của mình nó không có quân bình. Cho nên cuối cùng rồi tất cả chúng ta đều mất quân bình hết. Hiểu không? Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử hạ canxi rồi đừng có uống canxi hoài. Uống canxi nhiều quá bắt đầu xương mình nó làm vô nó đóng, đúng không? Đóng trong xương mình, uống hoài riết rồi cái bắt đầu cái là có vôi, thận mình có sạn liền. Uống vô để có canxi mà, nhưng mà mình không có biết cái cách để phục hồi canxi. Tức là hãy bình tĩnh trở lại tất cả, hãy sống chậm trở lại tất cả, hãy đón Tết trong 365 ngày thì canxi phục hồi đi. Thì đó là cái chất mà do con người tự tạo mà quý Phật tử, hiểu không? Mỗi lần cái não mình sân, mỗi lần cái não mình nghiêng bên này nghiêng bên kia, tim của mình nó đập nhanh đập chậm, canxi của mình nó thất thường, nó bị tuột. Cho nên tự mình tạo ra cái sự bình thường trở lại đi, mình phục hồi lại canxi chứ có gì đâu. Cho nên cái người mà tuột canxi uống vào trong cơ thể, một là nó thải ra ngoài hết, hai đưa xuống thận thành sạn thận, chứ không bao giờ mà nó thấm được vào trong máu đâu quý Phật tử à. Cho nên nó phục hồi canxi là phục hồi cái tâm của mình trở lại. Hãy để tâm của mình là mùa xuân, tâm của mình phải đón Tết và tâm của mình phải thay đổi tư duy mới, đón Tết mới và đón mùa xuân mới. Cho nên đó, thầy muốn nói nhiều dữ lắm nhưng mà thầy sợ thời gian nó không có. Nói ba cái vụ Tết này, nói tới Tết năm sau cũng không hết nữa. Thì thôi bây giờ thầy giải thích cho quý Phật tử nghe ý nghĩa của cái Tết và cái nhìn của Phật tử áo lam của mình về một số cái vấn đề trong cái dịp đón Tết thôi. Cái mà chúng ta thường thường hay sai lầm đó, tại sao thưa thầy, tại sao mà đưa ông Táo mà phải rước ông bà? Mình đưa ông đi sao không đón ông về, còn ông bà có đưa đi hồi nào đâu mà phải rước ông bà về, phải không? Quý Phật tử ơi, mình không hiểu gì hết đó. Tại vì ông Táo là người đang ở nhà với mình. Ông bà già xưa nói ông Táo ở nhà với mình là chồng vợ trong gia đình mình. Cho nên một cái Tết nó đưa ông Táo đi có nghĩa là gì quý Phật tử? Để cho ông, để cho vợ chồng của mình được nghỉ ngơi, hiểu không? Nghỉ ngơi tuần lễ để mà dọn dẹp nhà cửa, không có ra ruộng nữa đó mà. Cho nên gọi là đưa ông Táo có nghĩa là giúp cho ông khỏi nghỉ ngơi này cái nữa. Còn ông bà của mình là con người của mình, ông bà lại trên trời rồi chứ không có dưới này nữa. Tôn trọng ông bà ở trên trời, cho nên cái ngày Tết, ngày tư rước ông bà về ăn Tết với tụi con. Ông bà nào mà đưa đi, phải không? Mình chỉ thờ thôi chứ ông bà, tư tưởng người Việt Nam, ông bà của mình về trời hết rồi, hiểu không quý Phật tử? Cho nên tới cuối năm rồi nó sửa soạn đàng hoàng, cái bắt đầu mà mần một mâm cúng để mà rước ông bà về ở trên trời. Còn ông Táo nằm ở dưới nhà mình rồi, cho nên 7 ngày đưa cho ông về trời ông chơi, hiểu không? Rồi ông có gian ông bà của mình đi về trong bữa 30 luôn, hiểu không? Đó, cái gì đâu mà mình phải thắc mắc cái mấy chuyện đó đâu. Ông Táo ông phục vụ cho con người suốt như vậy rồi, cả một năm như vậy đó, đội nồi đội chảo đội ấm hoài luôn như vậy. Cho nên rồi thôi, ngày 23 con đưa ông Táo về trời để cho ông Táo nghỉ ngơi, hiểu không? Rồi khi mà rước ông bà về thì ông Táo đi theo về. Tại vì ông Táo là cái bếp mà ông bà đi về đây thì phải đi theo ông bà về thôi. Cho nên đừng có thắc mắc, có nhiều người thắc mắc tại sao mà đưa ông Táo đi không rước ông về, mà không có đưa ông bà đi mà lại rước ông bà về. Không phải. Cái tư tưởng của người Việt Nam nó đẹp như vậy đó quý Phật tử, hiểu không? Tri ân báo ân vậy thôi. Còn mà đưa ông Táo á, có khi đó thì tại sao thả cá chép có khi cò bay ngựa chạy. Cái nào đúng cái nào sai quý Phật tử? Không có nào đúng nào sai hết. Mà thật sự ra ngày xưa đó, đưa ông Táo đó, cái dân nhà giàu hồi xưa mà điền chủ đồ này kia bá hộ đồ đó, thì người ta đưa ông Táo
người ta nịnh ông táo, người ta thả con cá chép, người ta cúng con cá chép, tại vì con cá chép nó tượng trưng cho cái công danh sự nghiệp mà. Cá chép vượt vũ môn để quá kiếp thành rồng mà, lý ngư, cho nên rồi đưa cá chép cho ông táo cởi lên, mang công danh sự nghiệp đến trời. Cấm không cho ai mà đưa ông táo bằng con cá chép hết. Tá điền không được quyền mướn ruộng mà chủ điền thì nó mà làm nó đưa cá chép, mà tá điền cũng đưa cá chép nữa, bằng nhau sao? Nhưng mà những người tá điền làm ruộng, quý Phật tử ơi, nghèo lắm, cho nên là tối ngày cứ nằm ngoài ruộng không, cũng đưa ông táo. Mà ruộng là gì? Cò bay, cò bay thẳng cánh, hiểu không? Bây giờ không cho con cá chép thì lấy con cò ra. Còn con ngựa là gì? Gặt lúa xong rồi cho bò cho trâu kéo về. Nhưng mà nói con bò con trâu nó không hay, nói con ngựa cho nó hay một chút, cho nó hơi quý phái một chút. Bây giờ không cho làm con cá chép. Bây giờ mình tụi mình là tá điền dân nghèo, thì bây giờ mình đưa ông táo bằng cò bay ngựa chạy thôi, hiểu không? Mình là dân ruộng mà, lấy con cò với con ngựa ra đưa đi thôi, chứ không cần con cá chép. Cho nên vì lý do đó mà bây giờ miền Nam của mình là cò bay ngựa chạy rất là nhiều, còn cá chép ở miền Bắc với miền Trung không, hiểu không? Miền Bắc miền Trung là thả cá chép không, còn miền Nam của mình là dứt khoát cò bay ngựa chạy. Tại vì cái dân tá điền dân nghèo ở miền Nam mình làm ruộng mướn nhiều lắm quý Phật tử, cho nên người ta hỏi tại sao như vậy thì mình biết, mình biết cách để mà mình nói nghe quý Phật tử. Mình hiểu cái Tết như vậy để cho nó thông thoáng hơn một chút. Cho nên thôi thầy, năm mới sắp đến rồi. Hồi nãy có một cô Phật tử vô chúc thầy, là con chúc thầy đó là năm mới thầy được dồi dào sức khỏe để lo cho tụi con, phải không? Có một cô Phật tử không biết cô nào trong đây nè, anh nói là năm mới sắp đến rồi, thôi con cầu chúc cho quý thầy thật nhiều sức khỏe để mà lo cho tụi con. Thì thôi bây giờ thầy chúc lại, qua năm mới rồi thầy chúc cho quý Phật tử thật là nhiều sức khỏe được dồi dào để được thầy lo, phải không? Chứ giờ mà cầu chúc cho thầy được nhiều sức khỏe để lo cho tụi con, mà tụi con yếu xìu rồi chết hoài rồi thầy lo cho ai đấy, hiểu không? Cho nên chúc cho thầy có sức khỏe để lo cho tụi con, thì bây giờ thầy chúc lại quý Phật tử nhiều sức khỏe để thầy mới có người thầy lo, hiểu không quý Phật tử? Đó, cho nên năm mới đã sắp đến rồi, cầu chúc cho thượng tọa trụ trì chùa Xuân Hòa luôn luôn lúc nào khuôn mặt cũng mãi như hoa, mà là hoa Bồ Đề, để rồi hướng dẫn quý Phật tử đến với tất cả những cái kết quả mỹ mãn của nó, mà cũng là quả Bồ Đề. Cầu chúc cho toàn thể đạo tràng chùa Xuân Hòa mãi mãi tâm và thân như mùa xuân, để rồi tất cả chúng ta đến với nhau bằng những tín hiệu yêu thương, bằng những tín hiệu của luật hòa, 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 tín hiệu. Xe lật được bình an vô sự. Lại nói tiếp, có một vị lão sư tỷ cũng ở Vạn Động Lục, tên là Hồng Liên Di. Bà ta có một đứa cháu gái tên là Hoàng Mẫn, năm nay 18 tuổi. Cô ta từ nhỏ chịu sự hun đúc của bà ngoại, trong thức thứ 8 đã trồng được hạt giống Phật. Sau khi tốt nghiệp tiểu học ở trường quốc dân năm 13 tuổi, lúc muốn thi vào trung học, tự cô ta đã cầu Phật Bồ Tát gia hộ có thể thi đậu vào trường trung học Thảo Đồn. Cô ta đã phát nguyện trọn đời niệm A-di-đà Phật và ăn ngọ. Do vì trường trung học Thảo Đồn gần nhà, cho nên cô ta mong muốn thi đậu vào trường trung học Thảo Đồn. Thật là Phật Bồ Tát không phụ người có tâm. Cô Hoàng Mẫn này cuối cùng đã đạt được hy vọng của cô ta. Sau 3 năm, cô tốt nghiệp. Năm 16 tuổi, cô đến làm việc ở một y viện tổng hợp tại Đài Trung làm y tá. Cô ta làm việc rất cẩn thận, cố gắng học tập, đối với người bệnh rất thân thiết. Mặc dù bận rộn với công việc suốt cả ngày, hai thời khóa sớm tối cũng niệm Phật không gián đoạn. Do vì cô ta mang theo tượng Phật nhỏ có lồng khung kiến theo mình, hai thời khóa sớm tối thỉnh ra lễ bái, niệm Phật xong rồi cất vào lại. Vào mùa xuân năm nay, bác sĩ trưởng phái cô đưa người bệnh đến Thảo Đồn, ngồi một chiếc xe taxi trở về.
Đến nửa đường vùng phụ cận của Thảo Hồ, chiếc xe này bỗng nhiên bị hư máy, lộn lật nhào, lật vào trong đám lau bên đường. Bốn bánh xe chỏng lên trời. Lúc đó, có một vị sư tỷ tên Ngân Tiếu đứng ngay cổng nhà nhìn rất rõ ràng, buộc miệng kêu lên: A-di-đà Phật, tội nghiệp người trong xe tiêu hết rồi. Trong khoảnh khắc đó, lại thấy cửa xe mở ra, một cô gái trẻ tay dắt một ông cụ chung ra, tài xế cũng chung ra. Ba người chẳng những bình an vô sự, mà ngay cả da cũng không có chút trầy xước nào. Nhưng kiến của xe thì vỡ nát hết. Sư tỷ Ngân Tiếu nói cô nghĩ không ra ba người này sao mà may mắn như thế, không có bị thương một chút nào hết. Họ đổi xe khác đi về Đài Trung. Ngày hôm sau, được nghỉ, cô Hoàng liền về nhà nói với bà ngoại rằng: Bà ngoại, Đức Phật A-di-đà thật là linh cảm, đã phù hộ cho con. Liền đem chuyện kinh sợ lật xe vào đám lau hôm qua nói cho bà ngoại nghe. Cô ta còn nói: Con mỗi lần lên xe, trong tâm đều nhất tâm niệm A-di-đà Phật, cho nên hôm qua ngồi trong xe cũng đang niệm Phật. Sau khi xe lật gọng, con đỡ ông bác già ngồi kế bên dẫn ra cùng về Đài Trung. Đến Đài Trung xuống xe, con liền mua trái cây về cúng đường lễ bái Phật A-di-đà, cảm tạ ơn đức cứu mạng con để bày tỏ chút lòng thành kính. Chuyện trên đây là vào mùng 1 tháng 5, tôi đến cơ sở Hoằng Pháp ở Vụ Phong giảng kinh. Lão sư tỷ Hồng Liên Di nói với tôi, lúc đó sư tỷ Ngân Tiếu cũng có ở đó. Nhưng mà mình là người Phật tử, mình